Chương 094 Tại sao yêu thích Bạn đang nghe truyện tại Mê truyện audio. Com để 094 chương Tại sao yêu thích Ác to tha hương người tác giả Lười biến dê thiên không phải vậy là cái gì Nói tới chỗ này tác cho chấm e -R -O -N -G đột nhiên không biết hẳn là làm sao đi hình dung suy tư một hồi lâu đột xuất hai chữ Trên Dương dung bomi nhất thời mộng ép cá tính đậu bỉ nàng nhưng là chân chính mẫu thai solo hai chữ này đối với nàng mà nói tựa hồ là có chút xa xôi nào có uni ngươi nói khuếch đại như vậy suri cùng na ieon không cũng khỏe thật đặc biệt là suri nói tới chỗ này dung bomi cũng chú ý quan sát một thoáng tác cho e ronz sắc mặt quả nhiên nhắc tới danh tự này sau đó tác cho e ronz sắc mặt liền trở nên rất là khó coi lúc trước an Xuất cùng ba e suri giao du thời điểm nàng liền không ít gặp ba e suri xa lánh mặc dù nói ba e suri lúc đó cũng không cho là cho chấm ronz có thể trở thành là sự uy hiếp của chính mình thế nhưng nàng cũng không tin giữa nam nữ có thể có thuần khiết hữu nghị ở kịch truyền hình bên trong không cũng thường thường sẽ có như vậy nội dung vở kịch sao tuy rằng vai nữ chính không nhất định đặc biệt đẹp đẽ thậm chí khả năng là tương tự với con việc nhỏ xấu xí như thế tồn tại nhưng là cuối cùng nhưng có thể có được nam chủ tâm ba esuri nhưng không hy vọng tình huống như vậy phát sinh mặc dù cuối cùng cùng an xuất biệt ly hắn cũng không có cùng thác cho chấm ronj cùng nhau ba esuri vẫn như cũ vẫn là đối với thác cho chấm ronj phi thường không thích ai nha Unni, ta vẫn cảm thấy ngươi nghĩ quá nhiều an xuất tiền bối nơi nào có ngươi nói khuếch đại như vậy nhiều lắm cũng chính là phong lưu một điểm mà, hơn nữa bạn bè trai gái làm cái kia không phải cũng rất bình thường mà, hiện tại đều thế kỷ 21. Vậy nếu như là chờ hắn chơi chán ngươi, hãy cùng ngươi biệt ly đây. Ngươi đây cũng có thể tiếp thu. Tác cho chấm con mắt trừng trừng nhìn chầm chầm dung bô mi. Dung ơ un chấm tuy rằng ở bên cạnh nghe, nhưng cũng cảm thấy tác cho chấm tự hồ có hơi cố ý nhằm vào an xúc cho chấm ERONG UNI, -un ngươi cũng đừng như vậy, ta xem an suất tiền bối hẳn là không giống như là ngươi nói người như thế đi, nếu như vậy cái kia ngươi làm gì thế còn yêu thích hắn. Cho chấm ERONG một trận ngạc nhiên, cái vấn đề này nàng đúng là cũng không suy nghĩ quá, tại sao yêu thích? Đúng rồi. Tại sao yêu thích hắn? Nếu biết rõ ràng hắn là cái tra nam, tại sao còn sẽ thích hắn đây, còn với hắn thành bạn bè? lúc trước an xúc bên người có thể nói là một cái bằng hữu quen thuộc đều không có, chỉ có cho chấm r o n từ sơ trung bắt đầu, liền vẫn ở bên cạnh hắn, hai làm luyện tập sinh đều đồng thời. Hắn mỗi một mặt cho bạn gái, tác cho chấm r o n đều biết, thậm chí có, bi an tiết đều muốn tới quen thuộc, thế nhưng, vì sao lại yêu thích hắn? Cho chấm r o n trầm mặt. Ở Uni trong lòng ngươi, khả năng cũng không đem an Súc tiền bối làm người xấu đi. Dung Di Y tuy rằng vào hôm nay trước đây cũng không nhận ra An Súc, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại nạn đối với An Súc cảm quan cùng phán đoán, chỉ ít từ An Súc trước biểu hiện đến xem, hắn đối với tác cho chấm R -O -N G hẳn là sẽ không quá xấu. Không biết, ta dĩ nhiên không biết. Tác cho chấm R -O -N G hơi cay đắng cười, nàng cuối cùng vẫn là không nghĩ tới tại sao mình sẽ thích An Súc nguyên nhân. Dung Di Y nhíu nhíu mày, nếu không Unni, ta giúp ngươi thăm dò một thoáng an suốt tiền bối. Thăm dò? Làm sao thăm dò? Ai nha, rất đơn giản rồi, chính là ở đóng kịch thời điểm, cố ý biểu thị thân cận một điểm, sau đó. Không được. Tuyệt đối không được. Tác cho chấm RONG đã rõ ràng dung ơ un chấm di y ý tứ, thế nhưng nàng nhưng không như thế ý. Dung ơ un chấm di y nghi hoặc nhìn về phía tác cho chấm RONG cũng chỉ là thăm dò một thoáng mà thôi, này cũng không được. Tại sao? Phát cho chấm R -O -N dùng sức lắc đầu một cái, cầm lấy dung ơ un chấm di y cánh tay, đừng nghịch, ta là thật lòng, chuyện như vậy không thể thăm dò, an xúc tán gái bản lĩnh ta biết, trước với hắn giao du quá nữ sinh, phần lớn đều biết hắn chỉ cái bại hoại, thế nhưng cuối cùng cũng đều. Dung ơ un chấm di y nuốt một ngụm nước bọt, nghe cho chấm R -O -N miêu tả nàng cũng cảm thấy an xúc thật giống lưu có chút quá đáng a à. để nhiều như vậy nữ sinh biết rõ hắn là tra nam còn giao du bản lãnh này vẫn đúng là không phải nắp a à. khuếch đại như vậy chính là khuếch đại như vậy ba esuri chính là một cái ví dụ tốt nhất ta cảm thấy đi Unni người chính là ghen dung bomi đột nhiên ở bên cạnh nhô ra một câu như vậy tác cho chấm j e nhất thời liền cuốn lên nha ta dung ơ un chấm di y mà nhìn đấu võ mồm hai người không tên đối với an xúc người này sản sinh phi thường hứng thú nồng hậu nàng rất muốn biết an xúc đến cùng là một cái người như thế nào dĩ nhiên có thể có như vậy mị lực để phát cho Rồng như vậy một cái tính cách bảo thủ nữ sinh biết rõ hắn là bại hoại còn là yêu thích hắn nhưng mà dung ơ un chấm di y tựa hồ cũng không có ý thức đến chính mình hiện tại cái này ý nghĩ vô cùng nguy hiểm cái này cũng là tác cho chấm RONG lo lắng địa phương, An xúc chính là một cái nắm giữ như vậy mị lực nam nhân, để ngươi biết rõ hắn có độc, vẫn là sẽ không nhìn được hướng về hắn tới gần. Ngày mai, kịch truyền hình chụp ảnh, An Xuất phi thường đến đúng giờ trường quay phim. Bởi vì là hoài cựu kịch truyền hình, vì lẽ đó khắp mọi mặt đạo cụ cái gì, cũng đều là tận lực cho tới trước đây một vài thứ, bất kể là quần áo, vẫn là cái khác, đều tận lực phải lấy được như trước kia giống nhau như đúc rất nhiều thứ, đều có thể phát động lên người hoài cựu tâm tình, cái kia đều là khi còn bé chơi đùa, hơn nữa phi thường yêu thích đồ vật. Năm 2012 tháng 7, Sang rộng rãi an cao trung đệ 38 giới hội bạn học trên, nhậm chức TV tác giả 10 năm, đã 33 tuổi thành thiên nguyên, dung ơ à un cùng đã từng các bằng hữu nhớ lại tràn ngập thanh xuân sao động cao trung thời gian. Quay chung quanh thơ nguyên một nhà cùng bạn bè nàng, ký ức màn che ở đang xen xen kể từ sự bị dần dần kéo dài. Mặc dù đối với với một cái idol tới nói dung ơ un chấm di y hành động đã tính là không tồi rồi, thế nhưng... An Xuất sau khi xem vẫn là cau mày không ngớt, mặc dù có chút tím vượt qua, nhưng hắn vẫn là đối với đạo diễn đưa ra một chút ý kiến, nói thật, dùng ơ un chấm di y hành động dưới cái nhìn của hắn, ngoài trừ bản sắc biểu diễn ở ngoài, cái khác một vài chỗ kém xa ba Esuri. Để An Xuất không nghĩ tới chính là, sinh quân.ho đạo diễn dĩ nhiên đối với lời của hắn nói gì nghe nấy khả năng này cũng là kim do .h .o N phát huy tác dụng đi limi ung.han cùng sinh quân.ho hai vị đạo diễn lại có thể tiếp thu an súc ý kiến nguyên vốn đã thông qua bộ phận hay là muốn cầu một lần nữa trở lại đồng thời dựa theo an súc yêu cầu để dung ơ ung một lần nữa đến ngược lại là infinite ho áp biểu hiện để an súc có chút bất ngờ một lúc mới bắt đầu sinh quân chấm hát o khả năng cũng cảm thấy an xúc cách làm có chút dư thừa thế nhưng chờ hắn hơi hơi so sánh một thoáng hiệu quả sau khi nhưng bất ngờ phát hiện an xúc là đúng tuy rằng chỉ là một ít địa phương nhỏ nhưng nhìn lên hiệu quả thật sự hoàn toàn khác nhau aigo này an xúc không chỉ là hành động được thậm chí ngay cả quay chụp kinh nghiệm đều tốt như vậy Limium.han cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao kim do hon sẽ đối với an xúc đánh giá cao như vậy. Làm xuất thân KBFPD, hai vị này cũng không nhận ra an xúc đối với kỹ xảo của hắn cái gì, cũng không thế nào rõ ràng, chỉ là hơi có chút nghe nói, an Súc người này đã từng là cái quỷ phong lưu, giao du quá rất nhiều nữ sinh, trong đó không thiếu hiện nay nổi danh nữ nghệ nhân dáng vẻ. Chỉ là ở nhìn, ủng nguyệt, sau khi không thể không để bọn họ đối với an suất thay đổi rất nhiều, bất luận nhân phẩm làm sao, thế nhưng cái này hành động, đúng là không thể soi mói. An suất đóng vai vân vân tể ở 18 tuổi sinh nhật thời điểm, sách phong ca ca hắn cho lễ vật. Vân vân tể ca ca ở hắn 15 tuổi bắt đầu, mỗi một năm đều sẽ có quà sinh nhật đưa cho hắn, nhưng mà, mỗi một năm tặng lễ vật, đều là A Hàng, hơn nữa còn là A rất giả A Hàng, này liền để thu được lễ vật người phi thường lúng túng hàng năm sinh nhật thời điểm lúng túng chứng đều trọng phạm một lần hoàn toàn thần lúng túng cái kia hành động quả thực hoàn mỹ vân vân tẩy đổi thật ca đưa a hàng từ trong phòng đi ra hắn đối với hàng hiệu là không có cái gì nghiên cứu vì lẽ đó cũng không hiểu cái này bất quá nếu là ca một phần tâm ý hắn vẫn là mặc vào bên ngoài mặc lên một tầng đồng phục học sinh áo sơ mi liền chuẩn bị ra ngoài ừ đó là jess sao lúc này thành thiên nguyên dung ơ e un cũng đổi được rồi đồng phục học sinh bất quá còn ở đánh răng nhìn thấy vân vân tể sau khi để liếc mắt liền thấy ngực hắn cái kia G.U.E.S.S. tiêu chí lần này thật giống là thật sự a à? thật sao là có thật không vân vân tể một mặt bất ngờ kinh hỉ, cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình bên trong xuyên s t sớt hừm là thật sự mặt trên viết đây thành thiên nguyên chỉ dùng bàn chải đánh răng chỉ chỉ vân vân tể trên y phục tiêu chí, tuy rằng nàng nhìn thấy chỉ là một phần. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 095 Thân sĩ phong độ tràn đầy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Để 095 chương thân sĩ phong độ tràn đầy Ác to tha hương người tác giả Lười biến Gia Thiên liền như vậy hắn bị thực lực dẫn theo một làn sóng nhịp điệu Xấu mặt đã trở thành tất nhiên Sau đó liền như vậy hắn ăn mặc A à hàng quần áo Đến trường học sau đó, bất ngờ bị bạn học phát hiện Hắn đem ơ un chấm di y nói tin là thật Kết quả bị người vạch trần An súc hoàng Mỹ đem mộng bức, lúng túng Hận không thể tìm điều khe nước chui vào cảm giác Phi thường hoàng Mỹ thể hiện ra Liền đạo diễn đều bị an súc này tinh xảo hành động cho chấn động rồi này một hồi bất kể là dung ơ un chấm di y vẫn là an xuất biểu hiện đều tốt lắm lắm, an xuất hầu như không có nờ dê thông qua chính mình ngày hôm nay hết thảy hí phân, phần này hành động quả thực nghịch thiên rồi, chỉ ít hiện nay mới thôi, biểu hiện của hắn hầu như có thể nói hoàn mỹ. Opepea, ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Hoàn toàn không nờ dê. Buổi chiều thời gian nghỉ ngơi, dung ơ un chấm di y đã mệt đến sắp ngã xuống, nàng là nữ chủ, nờ dê số lần cũng là nhiều nhất lui cũng là bình thường, lời kịch nói đều có chút miệng khô lưỡi khô, hiện tại chính cầm lấy một bình nước suối chính đang mảnh quán, một điểm đều không có bận tâm nàng manh mùi chỉ hình tượng. Dung ơ un chấm di y cũng không biết, chính mình chi cho nên sẽ có nhiều lần như vậy nờ dê, kỳ thực đều là an xúc cho khanh, này còn chạy tới cùng an xúc thỉnh giáo hành động. Idol tới nói, kỹ xảo của ngươi đã rất tốt, hơi hơi chú ý một thoáng chi tiết nhỏ là tốt rồi, thành thiên nguyên nhân vật này cười toe toét quy cười toe toét nhưng dù sao cũng là năm 1997 học sinh cấp 3, vào lúc ấy cảm giác theo chúng ta hiện tại cũng là không trọn vẹn tương đồng. An xúc hành động tốt như vậy, kỳ thực không phải là không có nguyên nhân, ở đóng kịch trước, hắn sẽ đem kịch truyền hình bối cảnh, lịch sử cái gì cũng hiểu rõ ràng. Hiện tại hắn liền đem tự mình biết chia sẻ cho dung ơ chấm di Ở An xúc cho phân tích thời điểm, Dung ơ à un chấm di y cũng có chút mộng bức, hoàn toàn không nghĩ tới, an xúc dĩ nhiên sẽ biết nhiều như vậy, tiền bối, ngươi cũng quá lợi hại rồi. Vẫn được đi, ngược lại ta cảm thấy đóng kịch trước hay là muốn hiểu thêm một ít tốt hơn, giống như ngươi vậy không cái gì chuẩn bị liền đến, cũng chỉ có thể nờ dê. An xúc tiện tay đem một cái sách nhỏ ném cho Dung ơ à un chấm di y. cái này ta đều ký quen, ngươi nhìn một chút đi, nên có trợ giúp. Nhìn An xúc đi đi nghỉ ngơi bóng lưng. Dung eun.je phát hiện trước mắt người đàn ông này, thật giống cùng cho.ronz miêu tả hoàn toàn không giống như là một người, ở cho.ronz trong miệng, an xuất chính là một cái vô học tra nam, thành tích học tập không được, tính cách kém, miệng ác miệng, đối với nữ sinh cũng không có chút nào ôn nhu, cả ngày yêu thích sai khiến người, ngược lại chính là các loại khuyết điểm, ở phát cho.ronz miệng bên trong, đó là hoàn toàn không nghe được an xuất một chút ưu điểm, thật giống như An Xuất chính là phía trên thế giới này nhất kém cỏi nhất nam nhân như thế. Này thật sự liền để dung ơ un chấm di yên ngổn ngang. Thế nhưng thông qua tìm tòi động cơ, nàng đúng là tìm tới một số khác biệt đồ vật, lại như là An Xuất là kiến quốc đại học luật học hệ học sinh tốt nghiệp, ở dung ơ un chấm di y nhận thức ở trong, kiến quốc đại học ở Hàn Quốc địa vị có thể không bình thường, phần lớn công chức, kiểm sát trưởng cái gì, đều là nơi này đi ra, thành tích học tập không tốt căn bản liền không vào được còn có nàng đang tìm an xuất tương quan tin tức thời điểm còn nhìn thấy một đoạn cơm đập video vừa vặn chính là an xuất trước tin video ở trong video hắn triển hiện ra vũ đạo thực lực chí ít dung ơ un -chấm -di -y cảm thấy ở cube trong công ty hẳn là không một cái có thể so sánh được với hắn người như vậy ở park cho chấm ronj -er trong miệng dĩ nhiên thành vô học người này liền để Dung Eun chấm đối với phán đoán của nàng duy trì nhất định thái độ hoài nghi, nhìn thật sự không giống cho chấm E R O N nói loại kia tra năm a mới vừa mới vừa lúc mới bắt đầu, quay chụp vẫn tương đối khổ cực, vẫn vỗ tới hừng đông một điểm. Lúc kết thúc, An súc nhìn đồng hồ, đều thật không tiện cho Kim Hyun chấm E O N gọi điện thoại, liền dự định chính mình đánh trở lại, vừa lúc đó hắn cảm giác sau lưng của chính mình quần áo bị người kéo kéo theo bản năng quay đầu lại dung ơ un chấm di y chính cúi đầu vô cùng đáng thương đứng ở sau lưng hắn tiền bối an xúc quay đầu lại nhìn thấy nàng như vậy còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì làm sao cái kia ta có chuyện muốn phiền phức ngươi một thoáng dung ơ un chấm di y nói chuyện dáng vẻ có chút cẩn thận từng ly từng tí một cũng không biết là làm sao nói đi ta còn không dễ giận như vậy nếu như có thể giúp trên bận biệu. vâng là như vậy dung ơ uông di kỳ thực cũng là cái trực tính khí nàng cảm thấy an xúc cùng tác cho chấm ronz trong miệng miêu tả không giống nhau lắm cho nên nàng dự định công bằng cùng an súc nói một chút kỳ thực nàng không trọn vẹn tin tưởng tác cho chấm R -O -N -G phán đoán so sánh với tác cho chấm R -O -N -G nói tới nàng vẫn là càng tin tưởng phán đoán của chính mình An Xuất đứng ở tại chỗ, hai tay ông kiên, chờ đợi Dung ơ ung chấm nói chuyện. Nguyên lai like ngày hôm nay Apin những người khác đều có hành trình, quản lý cũng không nghĩ tới ơ ung chấm di sẽ như vậy muộn, đều đi về nghỉ, nàng cũng không tiện lại gọi điện thoại đi quấy rối, nhưng là một mực nàng ngày hôm nay đã quên mang bóp tiền, trên người cũng không có măng ni, vào lúc này đúng dịp thấy An Súc ở đánh xe, liền mặt dậy muốn tới đây sượt vừa xuống xe. Hóa ra là như vậy a. À. An Xuất nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, ngược lại chính mình cũng là trở lại, ngươi muốn đến cái nào? Chúng ta ký túc xá ở Tam Thành Động ít ít ít, tiền bối ngươi ở nơi nào? Nếu như cách khá xa, coi như, ta tự đánh mình xe là tốt rồi. Vừa vặn, ta cũng trụ Tam Thành Động, đi thôi. An xúc trên điện thoại di động ước đến rồi xe taxi, hiện tại đã đến, tài xế đã tại triều hắn vẫy tay. Tuy rằng An xúc là khá là tiết kiệm, nhưng cũng không tính được khu môn, chỉ là quá cần tiền, hay là muốn tiết kiệm một ít, nếu đều muốn đánh xe, tiện thể mang dung ơ ung chấm di y đoạn đường cũng không thể gọi là, sau khi lên xe, hắn trực tiếp báo lên A-Pin ký túc xá tiểu khu địa chỉ. Khả năng bởi vì vẫn là không quá quen quan hệ đi, dọc theo con đường này, hai người đều không có chủ động tiếp lời, ngược lại là tài xế thỉnh thoảng sẽ nói hai câu. Một đường không nói chuyện, mãi cho đến Apin ký túc xá, thả xuống dung ơ di an xúc liền trực tiếp đi rồi thân sĩ phong độ tràn đầy này hoàn toàn cùng uni hình dung không giống a à, lẽ nào thật sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng bất luận làm sao an xúc tấm kia đẹp trai có chút yêu nghiệt mặt mang đến cho hắn chỗ tốt xác thực là không ít chỉ là nhìn hắn cũng đã phi thường dễ dàng sẽ cho người có ấn tượng tốt làm tiếp một ít khá là có phong độ sự tình liền có thể rất dễ dàng để cô gái động tâm tuy rằng Dung ơ un chấm di y không phải loại kia mê gái tính cách tiểu nữ sinh, nhưng nàng cũng không thể hoàn toàn chống đối an suất mị lực. An suất kỳ thực cũng coi như là xuất thân nhà giàu, trên người luôn có một loại đặc biệt khí chất, rất khiến lòng người động. Này thật giống cũng là hắn có thể dựa vào, ủng nguyệt, một lần thành danh nguyên nhân đi, hắn so với Kim Su Hi Un càng thêm có loại kia quý tộc trong lúc phất tay loại kia tao nhã. Đương nhiên, đây chỉ là dung ơ un chấm di y không đủ hiểu rõ người đàn ông này mà thôi này nếu như nhiều nhận thức mấy ngày liền tuyệt đối sẽ không có phán đoán như vậy cái kia đều chỉ là hắn biểu tượng trên thực tế coi như là hắn hiện tại là cao thương tấu cùng an xúc kết hợp thể hắn cũng vẫn như cũ là cái khanh hàng chỉ là không tra mà thôi không phải nói không như vậy tra mới đúng hắn vẫn như cũ còn là một tra nam an xúc về đến nhà sau đó hang ga in đã đi rồi bất quá nàng cũng để lại cho hắn một tờ giấy liền đặt ở an xuất gia trên bàn ăn cảm tạ ngươi băng vệ sinh còn có tạ tới đây tự hồ là nghĩ tới điều gì khó có thể mở miệng sự tình đánh thật nhiều điểm điểm an xúc vẫn kiên nhẫn nhìn xuống chuyện tối ngày hôm qua có thể quên sao quả nhiên an xúc vẫn là đoán được tuy rằng hàng giai trong lòng của người ta đối với mình phần này hôn nhân có rất nhiều bất mãn thế nhưng nàng cũng vẫn là tàn nhẫn không xuống tâm cùng dung dung chấm h o o n chặt đứt đoạn này quan hệ tỉnh rượu sau khi nàng vẫn là lựa chọn tiếp thu hiện thực bất quá an súc vẫn cảm thấy hang ga in cùng dung dung chấm h o o n tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ gặp sự cố quên đi không có cũng được không như vậy buồn phiền an súc kỳ thực bây giờ suy nghĩ một chút nếu như tối hôm qua nhất thời kích động liền phát sinh cái gì nói không chắc liền bằng hữu cũng không tốt làm phải đem hang ga in loại trách nhiệm này tâm rất mạnh nữ nhân phát triển trở thành một tên pháo hữu, cũng thật là trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. À. Đơn giản cọ rửa một thoáng, an xúc liền lại một người nằm vật xuống trên giường, không quá vài giây, liền phát sinh đều đều tiếng hít thở, trực tiếp ngủ. Luận không có tim không có phổi, bản lãnh này an xúc tuyệt đối là cao cấp nhất, bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 096 ủng nguyệt kết cục. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Để không chín sáu chương ủng nguyệt kết cục ác to tha hương người tác giả. Lười biến dê thiên như thế nào đi nữa buồn phiền sự tình, ở hắn nơi này, đều là ngủ một giấc sau khi là có thể triệt để quên. Nhưng mà, Apin trong túc xá hiện tại nhưng bởi vì hắn, bạo phát một hồi một hồi cãi và kịch liệt. Unni, ngươi gạt ta. Dung ơ e un chấm này thẳng tính, vừa về tới ký túc xá thấy phát cho chấm r o n còn chưa ngủ, liền hôi thường trắng ra nói rồi một câu như vậy. Nhưng mà phát cho chấm r o n cũng không hiểu nàng nói tới chính là cái gì, trong tay còn nắm bắt quần áo, tóc ướt nhẹp, thật giống vừa mới mới vừa tắm xong dáng vẻ, nói cái gì đó. Không đầu không đuôi, ta lừa ngươi cái gì? An xuất tiền bối sự tình. Nhắc tới danh tự này, Tác cho chấm r o n -G trong lòng rõ ràng căng thẳng, vẻ mặt khẽ biến, làm sao? Mắt mới gì đến hắn? An Xuất tiền bối rõ ràng là người tốt. Tác cho chấm r o n -G nghe đến đó, lông mày đều muốn đẩy ra một khối, nha. Ta không phải nói cho ngươi, không muốn vào bẫy của hắn, An Xuất thật sự không là người tốt lành gì, ta là thật lòng. Nhưng là ta thấy cùng Unni hình dung hoàn toàn khác nhau an xuất tiền bối vừa có phong độ, có có học thức, hơn nữa hành động siêu tán, ở đâu là người nói cái gì vô học a? À? so với hắn, chúng ta mới là vô học được rồi. Ngày hôm nay An Xuất ở trường quay phim trên biểu hiện ra tri thức lượng, vậy tuyệt đối không phải nắp, khắp mọi mặt đều bao dung phi thường toàn diện. Vậy tuyệt đối không phải một cái vô học người có thể có được. Cái kia đều là giả ra đến, ta từ nhỏ đã biết hắn. Ngược lại ta chỉ tin tưởng ta thấy cho.ronj chấm trong lòng hơi căng thẳng, cũng không biết vì là dung.ji lo lắng vẫn là cái gì khác. Nha, ơun.ji, ta cảnh cáo ngươi a, à, tuyệt đối không nên tới gần hắn, an xúc thật sự rất nguy hiểm, ngụy trang như thế nào đi nữa hoàng mỹ, an xúc chính là an xúc, ngươi tuyệt đối không nên cho hắn lừa, làm bằng hữu có thể, thế nhưng bạn gái tuyệt đối không được. Tại sao? Bởi vì hắn là uni ngươi sao? Dùng eun.je trêu tức nhíu nhíu mày. tác cho chấm e r o n một thoáng liền hoảng rồi tay chân, hoàn toàn không ngờ tới eun y dĩ nhiên sẽ đem chiêu này ra, mới không phải. Cái gì ta, ta với hắn không hề có một chút quan hệ. Thật sự. Hoài nghi đều tả trên mặt. Lừa gạt ngươi làm gì thế? Ta. Ta với hắn chính là không hề có một chút quan hệ, ngươi không nên nghĩ quá hơn nhiều, ta thừa nhận trước đây không hiểu chuyện, ta là yêu thích quá hắn, thế nhưng hiện tại, ta đã lớn rồi. Ta mới sẽ không thích loại này khốn nạn. Dung ơ un chấm di y cầm nắm đấm, thầm nghĩ, a xa. Vậy ta là có thể thử xem. Tác cho chấm e r o n -d cũng không có phát hiện Dung ơ un chấm di y dị thường, mà là rơi vào một chút hồi ức ở trong, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, không còn sớm, ngươi ngày mai còn muốn đóng kịch, nghỉ sớm một chút đi, nhớ tới Unni cùng lời của ngươi nói, dù như thế nào, không muốn thích an xúc, dù như thế nào cũng không muốn. Dung ơ un chấm di y trực tiếp xoay người liền tiến vào phòng tắm, cũng không biết là nghe được vẫn không có nghe được. Ông ấp thái dương mặt trăng, rốt cục vẫn là nghênh để chấm dứt cục. Hàn Quốc rất nhiều gia đình hiện tại đều tập trung ở trước máy truyền hình, chờ mong, ủng nguyệt, đại kết cục, thậm chí, trong này còn bao gồm an súc ba ba mụn mụn. Tuy rằng An Xuất ba mẹ vẫn luôn không thế nào chống đỡ An Xuất đi đường này, nhưng xuất phát từ đối với hài tử quan tâm, bọn họ vẫn là quyết định muốn xem thử xem này bộ kịch truyền hình, dù sao cũng là chính mình con trai bảo bối thành danh làm, đã lâu đều không có nhìn thấy hắn người, có thể ở trong máy truyền hình nhìn, cũng không sai. Vừa bắt đầu chỉ là ông tẻ nhạc nhìn ý nghĩ, nhưng mà ở nhìn tập thứ nhất sau khi, hai vị lão nhân liền đã xảy ra là không thể ngăn cản thích này bộ kịch. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, muốn bắt đầu rồi. An súc mụ mụ mẫn dưỡng tuệ vừa dục lão công, mình đã nhìn chầm chầm không chớp mắt ở xem tivi, vốn là nạn nhưng là rất ít xem tivi kịch, bình thường đều là nhìn tin tức cái gì, cũng là đi ngủ, nhưng hiện tại nhưng. Ai nha, gấp cái gì a à, này không phải còn có mảnh đầu mà. An xúc ba ba cởi trên người áo khoác, đi tới bên người của mẹ. Kỳ thực ủng nguyệt kết cục, từ ở vừa bắt đầu cũng đã nhất định, ở trên thế giới này là không cho phép có hai cái mặt trời tồn tại mà dương minh quân làm một cái khác thái dương đánh từ vừa mới bắt đầu hắn liền nhất định bi thương kết cục dương minh quân tuy rằng có làm triều tiên chi vương tương thế nhưng trước mặt hắn còn có một vị thái tử này hai cái mặt trời nhất định phải đối lập bởi vì triều tiên chỉ có thể có một cái vương giả dương minh quân vừa là nghịch mưu giả ủng hộ chi vương là chủ mưu một trong lại là vương giả một phương dò hỏi giả là nội ứng hay hoặc là hắn cũng là diệt trừ trong kế hoạch một con cờ mà hắn cùng triều tiên vương triều phản bội giả dưỡng đại hằng khác nhau ngay khi dưỡng đại hằng là thành làm quân cờ nhưng còn không tự biết mà dương minh quân nhưng là cam tâm trở thành trong kế hoạch một con cờ vì là chỉ là hiệp trợ vương để xử lý nguy cơ đồng thời tuần tích xin nhờ chính mình làm tiên vương con thứ vận mệnh bi thảm dưỡng đại hằng từ lúc độc giết mình gia tộc đại gia lớn lên vương đại phi dưỡng thì sau khi cũng đã đem chính mình bùa hộ mệnh tự mình tan mất vì là chỉ là ngoại trừ chướng ngại vật, nhưng là hắn quên rồi chuyện đến nước này, hắn muốn muốn tiêu diệt vương giả Lý Huyên kiên kỵ cũng chỉ tổ mẫu dũng thị mà thôi, nếu là dũng thị đều bị độc giết, cứu càng còn có người nào chuyện gì có thể ngăn cản hắn muốn diệt trừ dũng thị ngoại thích quyết tâm đây. Đáng thương buồn cười ngoại thích dũng đại hằng tự cho là thông minh cho là mình kế hoạch được rồi tất cả, cũng đem chủ mới hết thảy hành vi hạn chế đúng chỗ, mà Dương Minh Quân đã sớm biết tất cả những thứ này, tuy rằng bi phẫn, nhưng cũng không thể không đối mặt thực tế như vậy nếu là không thể hiệp trợ vương đệ lý huyên diệt trừ ngoại thích sớm muộn còn muốn hòa duyên chính mình này một phòng quan trọng hơn chính là chỉ có diệt trừ dũng thị gia tộc mới là đối với hắn chí yêu hứa yên vũ tối không chơi vào đâu được bảo đảm lần đó ở giao giả trong miếu lý thị vương tộc hai huynh để đao kiếm đối mặt nguyên lai cũng không phải là chỉ vì tình cảm tranh cãi vì là chính là lẫn nhau thăm dò đồng thời đạt thành nhất trí kết quả rõ ràng dù cho ở ái tình trước mặt, Dương Minh Quân cũng coi trọng nhất tình thân, hắn vẫn là lựa chọn người nhà, cũng không có như cùng Lý Huyên cổ động như vậy muốn giết hắn. Mà hắn bi thương ánh mắt chỉ nói rõ là hắn trời vừa sáng liền nhìn thấu vương dụng ý. Khi thấy Dương Minh Quân đối mặt nghịch mưu giả ném thiết thương việc nghĩa chẳng từ nan vẻ mặt. Rất nhiều người cũng không khỏi lạ chả rơi lệ, khóc, thậm chí có nữ sinh khóc con mắt đều sưng lên, Dương Minh Quân nhân vật này thật sự quá bi tình đánh từ vừa mới bắt đầu ngay khi vì là hai vị nhân vật chính yên lặng trả giá hắn một đời xưa nay đều không có vì chính mình tranh thủ quá cái gì duy nhất một cái yêu nhất nữ nhân duy nhất một cái muốn tranh thủ nhưng cũng không thuộc về hắn xem tới đây rất nhiều người mới rõ ràng từ khi hứa yên vũ khéo léo từ chối hắn yêu sau khi thời khắc này hắn cũng đã đợi rất lâu rồi hắn đã sớm mang trong lòng tử chí Hắn từ lâu mất hứng bên người muốn quý trọng người cùng sự đều bất quy hắn hết thảy, cũng mất hứng làm tiên vương thứ trưởng tử vận mệnh bi thảm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 097 Làm sao lớn như vậy viên? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Để 097 chương làm sao lớn như vậy viên ác to tha hương người tác giả lười biến gia thiên nguyên lai mãi đến tận nhân sinh cuối cùng, Dương Minh Quân mới nói ra bản thân khát vọng, hắn khát vọng nhất chính là yêu, tình thân yêu, tình bạn yêu, ái tình yêu. Nhưng là đối với hắn ngắn mũi nhân sinh tới nói, nguyên bản hẳn là quy hắn hết thảy tình thân, tình bạn, ái tình đều là không hoàn chỉnh, mẹ của hắn tuy rằng đoan trang khéo léo, nhưng không thể cho hắn toàn bộ yêu, đều là ân cần dạy bảo muốn hắn bảo hộ đại vương bảo hộ thân là vương thân đệ đệ cha của hắn biết rõ hắn mới có thể hơn người cũng nữ nhiều răng dậy, vì là chỉ là bảo toàn tính mạng của hắn, mặc dù là xuất phát từ bảo vệ tâm ý, nhưng một lần lại một lần thật sâu đâm nhói trái. Tim của hắn Cho tới hắn căn bản bất tưởng đối mặt như vậy người nhà. Đáng yêu lại khốn khổ Dương Minh Quân, hắn muốn chỉ là một phần hoàn chỉnh cảm tình, bất luận đến từ chính cha mẹ, thân hữu vẫn là người yêu, nhưng là hắn không có được quá. Vì lẽ đó, ở di lưu chi tế, có thể là hắn đời này thỏa mãn nhất thời khắc, ở đêm phải rời đi thời khắc, hắn rốt cục cảm nhận được người ở bên cạnh đối với hắn không thể thay thế thắm thiết tình nghĩa. Hắn bạn thân Vân khóc lóc vì hắn tiễn đưa, hắn Vương đệ khóc lóc đau khổ gào thét, đó là một cái cương liệt nam tử thống khổ nhất kêu gào, nếu như biết bình định ngoại thích nghịch mưu sẽ trả giá như vậy đánh đổi, căn bản sẽ không như thế hạ lệnh. Dương Minh Quân rời đi chính là muốn thoát khỏi vận mệnh ràng buộc cam tâm tình nguyện cái chết như thế cũng là hắn sự lựa chọn của chính mình. Ngay khi thiết thương ném một khắc đó, hắn lựa chọn không né tránh, hoặc là nói đây chính là một loại hình thức khác chết có ý nghĩa, chính như Dương Minh Quân đối với Dũng Đại Hằng nói như vậy, hắn này vừa chết xác thực đổi lấy tông miếu bên trong một vị trí, mà hứa yên vũ dù như thế nào cũng sẽ không quên như vậy người thân, hắn vừa là nàng đại bá, cũng là liều mình vì tương lai của nàng mà thôi mệnh vật lộn với nhau ân nhân. Dương Minh Quân nhân vật này là làm người khó quên an xúc biểu diễn cũng là đặc sắc vì lẽ đó mặc dù kịch truyền hình là có một ít không hợp lý không khoa học địa phương nhưng tuyệt đại đa số người đều lựa chọn lơ là lựa chọn chìm đắm ở cố sự này ở trong chỉ là tại sao muốn ta tiểu tích tử cái gì phá kịch truyền hình nhà ta tiểu tích làm sao không tốt cái này nữ thật là không có ánh mắt an xúc mụ mụ chà đạp trong tay ông gối rất là tức không nhịn nổi yêu ai yêu cả đường đi dương minh quân là chính mình con trai bảo bối biểu diễn nàng tự nhiên cũng thì càng thêm thiên hướng dương minh quân đối với lý huyên hứa yên vũ đều khá là không thích khi thấy bảo bối của chính mình nhi tử hy sinh thời điểm làm mụ mụ nàng kỳ thực vẫn là rất thu tâm hiện tại biết sai rồi an xúc ba ba kế tục xem tv không có dương minh quân ủng nguyệt hắn đã không có bao nhiêu muốn tiếp tục xem tiếp ý nghĩ biết cái gì sai chúng ta con trai bảo bối a à. mẫn duẩn tuệ trầm mặt nàng không nói gì chỉ là cầm trong tay ông gối duệ chăm chú này cái gối dựa vào nàng cái kia một mặt mặt trên ấn kỳ thực là an xúc một tấm hình là nàng cố ý đi mua an xúc quanh thân ta hiện tại liền hy vọng tiểu tích có thể đừng sinh chúng ta khí thật sự đã lâu chưa thấy hắn từ hắn đi làm đi lính sau đó hắn có cái gì tốt tức giận hiện tại không phải lăn lộn rất tốt sao không chính là vì đánh mặt của ta. Vậy thì như thế nào? Tiểu tích vẫn là thành công, lão bà, đừng nghịch có được hay không, ta xem một chút có thể hay không đem tiểu tích gọi về nhà một chuyến, đứa nhỏ này đều nhiều hơn cửu không về nhà. An xúc ba ba kỳ thực cũng sớm đã nhũng dần, trong lòng đối với nhi tử tưởng niệm, chiến thắng tất cả, hắn hiện tại hoàn toàn đứng ở an xúc bên này. Chỉ tiếc, an xúc mụ mụ không phải là như vậy dễ dàng thay đổi người. Không được nếu như hắn không đi thi tư pháp cuộc thi, ta là nói cái gì đều sẽ không đồng ý hắn về nhà, tuyệt đối không đồng ý. An xúc ba ba thở dài ra một hơi, lão bà, ta cảm thấy ngươi vẫn là buông tha đi, tiểu tích đứa nhỏ này tính khí, ngươi nên so với ta muốn rõ ràng, ngươi coi như ép buộc hắn đi thi, hắn nói không chắc cho ngươi giao cái giấy trắng đi ra, như ngươi vậy ép hắn vô dụng. Lần này, ngươi liền nói với hắn, chỉ cần hắn có thể đi thi một lần tư pháp cuộc thi, vậy ta liền không nữa phản đối hắn hỗn giới giải trí. Thật sự, mặc kệ thông không thông qua. Ngược lại ta mặc kệ ngươi dùng phương thức gì, chỉ cần ngươi có thế để cho tiểu tích đồng ý đi thi một lần tư pháp cuộc thi, ta sẽ đồng ý, ít nhất phải thử một chút, coi như là để ta hết hy vọng cũng tốt. An xúc mụ mụ rất chăm chú cùng ba ba đối diện, này đã là nạn có thể làm ra to lớn nhất nhượng bộ. Tuy rằng khá là bịt tai trọng chung mùi vị nhưng dù như thế nào, nàng đều vẫn cảm thấy hẳn là để nhi tự chí ít bắt được trở thành kiểm sát trưởng tư cách, nếu như hắn thật sự không có năng lực này cũng coi như, vậy cũng có thể làm cho nàng chính mình triệt để hết hy vọng. Nghĩ tới rất tốt, ta cảm thấy muốn cho tiểu tích đi tham gia kiểm sát trưởng cuộc thi, coi như là qua loa một thoáng hắn đều không có khả năng lắm sẽ đi. An xúc ba ba rất là đau đầu, nói một lời chân thật, An xúc lúc trước ở trường học chính là học tra bình thường tồn tại, thi thử cái gì toàn bộ đều là 60 phân vạn tuế, thậm chí còn cúp mấy mấy khoa, thi lại nhiều lần mới miễn cưỡng thông qua. Cái này thành tích thi vào đại học căn bản không đủ để lên đại học gia hỏa, ném sách vỡ lâu như vậy, lại muốn thứ cầm lấy đến cũng không có như vậy dễ dàng. An xúc ba ba đương nhiên làm sao đều không sẽ nghĩ tới bảo bối của chính mình nhi tử cũng sớm đã không phải từ trước người kia, hắn bây giờ căn bản cũng không có bỏ lại sách vở, trái lại một có thời gian sẽ học tập, khả năng là cảm thấy lấy trước học đồ vật vẫn thật hữu dụng, An Xuất hiện tại còn ở đêm trước ở kiến quốc đại học học những kiến thức kia đều kiếm lên. Nếu như hiện tại còn để hắn đi thi, thành tích khả năng không chỉ là 60 phân đơn giản như vậy. ủng nguyệt, kết cục, tuy rằng kết cục là mang theo tiếc nuối, thế nhưng điều này cũng làm cho ta dương minh quân cái này nguyên bản liền vô cùng bi tình nhân vật, càng bi mấy phần, làm cho đau lòng người không được, an xúc độ hót lần thứ hai tăng lên trên, hắn bây giờ, Hầu như có thể so với Hàn Quốc một đường kịch truyền hình diễn viên rồi. Trên bởi vì Dương Minh Quân cái chết, hiện tại đều nháo điên rồi. chết này đạo diễn có phải là, cái kia Lý Huyên làm sao có thể theo ta gia Dương Minh Quân so với, muốn mặt không mặt mũi, muốn thông minh thông minh cũng không đủ, như vậy hai hàng lại vẫn để nhà ta Dương Minh Quân vì hắn hy sinh. Không thể nhẫn nhịn. Thật thê Mỹ kết cục, Dương Minh Quân kết cục kỳ thực ta cũng đoán được thế nhưng tại sao liền không thể lấy một loại càng tốt hơn phương thức phần kết đây thật đáng tiếc a à? ta mặc kệ lý huyên cho hứa yên vũ dương minh quân là ta là ta là ta an xúc opepea thật sự thật đẹp trai liền tử đều tử như vậy soái như vậy có khí chất quý tộc y lớp diêu ta phải cho ngươi sinh hậu tử hành động nhan trị đều như vậy không thể soi mói dĩ nhiên liền chết như vậy nội tâm của ta hầu như là tan vỡ. Xin hỏi một chút, Dương Minh quân tử thời điểm, trong lỗ mũi cái kia là tỷ thị sao? Làm sao lớn như vậy viên? Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 098 Người tại sao muốn lẫn nhau thương tổn? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Để 098 chương người tại sao muốn lẫn nhau thương tổn ác to tha hương người tác giả lười biến gia thiên thổ huyết, đó là xương mềm được không? Gần cảnh hại chết người. Thật đẹp trai, thật đẹp trai. Tại sao có thể liền tử đều tử như vậy xoái, an xúc OPPA, cầu giao du, cầu đẩy ngã, ta là nữ cường hào, ta muốn bao dưỡng ngươi. Thật phiền, thật phiền, thật phiền A, à, ta âu yếm dương minh quân dĩ nhiên chết rồi, tại sao có thể như vậy? Luôn nói xôn xao, trái lại là không có chết hai vị nhân vật chính danh tiếng hầu như đều bị an xúc hàng này cướp đi, thời điểm hắn chết thật sự tử quá nghệ thuật, hoàn toàn không có bình thường kịch truyền hình thời điểm loại kia sắp chết dãy dù phí lời, mà là chọn dùng bối cảnh âm, dùng phối âm cùng ánh mắt để diễn tả tất cả. Này không có đạt tới trình độ nhất định hành động, đó là hoàn toàn không làm được. Dương Minh Quân cái kia trước khi chết không có bi thương, có chỉ là giải thoát, loại kia phản phất được tất cả ánh mắt, giảng trực làm cho đau lòng người đến tận xương tủy ta đã nói rồi, Dương Minh Quân khẳng định là muốn chết, người chính là không tin, bây giờ nhìn đi. Dung Bô Mi ngồi xếp bằng ở máy truyền hình trước mặt, chỉ vào trong tivi cái kia nằm ở Kim Su Hyun trong lòng ngực an xúc, cười đắc ý. Nhưng mà, chờ nàng quay đầu lại, lúc này mới chú ý tới, bị năm người sự phẫn nộ ánh mắt cho nhìn kỹ. Nha! Dung Bô Mi, nếu như ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất cho ta đem miệng thu vừa thu lại. Dung Di Y được kêu là một cái phẫn nộ, mặc dù mình cũng ở đập kịch truyền hình, nhưng nhìn, ủng nguyệt, sau khi, nàng thật sự cảm giác mình chính là cái món ăn kê, ủng nguyệt, cái kia xa hoa cực kỳ đội hình, còn có các đại chủ diễn cái kia xuất sắc hành động, đến hậu kỳ, thậm chí đều có thể đem này bộ kịch truyền hình khi điện ảnh đến nhìn. Quảng thời gian trước, ủng nguyệt, tỷ lệ người xem cũng thành công đột phá 50% cửa ải lớn, lấy 54% tỷ lệ người xem trở thành chỉ đứng sau Paris người yêu Hàn Quốc năm từ năm đó tỷ lệ người xem cao nhất kịch truyền hình. Có thể nói là hot nhất cổ trang kịch, không có một trong. Vì lẽ đó hết thảy biểu diễn này bộ kịch truyền hình người đều phát hỏa, đại hỏa rất hỏa. Bất quá cao tỷ lệ người xem kịch truyền hình đại thể đúng quy đúng cũ, rất ít có thể làm được đột phá cùng mới mẻ độc đáo, như muốn tiền vệ cùng giàu có tưởng tượng liền càng không thể, vì vậy đối với tuổi trẻ quốc nội khán giả tới nói, hàng kịch tỷ lệ người xem cũng không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì, một bộ kịch tốt xấu còn cần sau khi xem tự mình đánh giá mới được. Trên thực tế, ủng nguyệt, bản thân kịch bản, đánh giá cũng không tính quá cao, càng nhiều trọng điểm vẫn là ở diễn viên trên người. Ai go, Uni, người trong miệng cái này vô học người, hành động thật tốt, ta động lòng. songna eun có chút si ngốc xem TV, tuy rằng trong màn ảnh đã không có an suất, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nàng đối với an Súc người này đánh giá những ngày gần đây tác cho chấm dê e liền không ít ở apin trong túc xá truyền vào an Súc là cái bại hoại tư tưởng chỉ tiếc a à, nơi này cũng không phải chỉ có một mình nàng nhận thức an Súc, lúc trước sau na eun đồng hài cũng là suýt chút nữa trở thành an Súc mục tiêu tồn tại chỉ là sau đó bị ba e suri huyên náo không tâm tư vì lẽ đó liền từ bỏ bất quá vào lúc ấy an xúc cho sauna eun lưu lại ấn tượng cũng khá. Tác cho .erong Nha Dung eun di rất chăm chú vỗ vỗ sauna eun vai, kỳ thực ta vẫn luôn cảm thấy đó chỉ là cho .erong uni không nghĩ rằng chúng ta trở thành nạn đối thủ cạnh tranh nói. Tác cho .erong kế tục Nha Các ngươi sẽ không mới biết đi, làm cố sự người biết chuyện ta nhất định phải nói cho các ngươi. Dùng bô mi cái này có vẻ như người biết chuyện người, bắt đầu vô căn cứ, chuyện không hề có, ở trong miệng của nàng lại nói cùng thật sự như thế, rất nhanh sẽ lập ra một cái, cho chấm r o n vẫn luôn mơ ước an xúc nhưng là an súc nhưng vẫn đều không có để ý nàng, cho tới nhân yêu thành hận dây dưa máu cho cố sự. Được rồi, những câu nói này, cũng không có làm cho nàng thủ tính với A-Pin cái khác vài con chỉ là gây nền tác cho chấm dê vô tận lửa giận thôi. Dung Bô Mi Ta muốn đánh chết ngươi. Theo, ủng nguyệt, kết cục, an xuất thu được quảng cáo mời cũng là càng ngày càng nhiều. Tuy rằng vạn thâu lẫn lộn, thế nhưng CF thật sự rất nhiều, bất quá có hoàng đề chấm tồn tại, hắn vẫn là rất yên tâm đem hết thảy đều giao cho hắn, quảng cáo xét duyệt loại hình, đều là hắn bên kia thông qua, mới sẽ tiếp vì lẽ đó hắn hoàn toàn không cần bận tâm. Lúc trước An Xuất là một người lãng tử hành động, cũng bị Loan thực lực tẩy trắng một làn sóng. Bất quá kỳ thực loen bên này cũng không có làm cái gì, An Xuất giao du người trong, hiện tại có không ít cũng đã thành tại ngũ nhân khí diễn viên, idol, yêu sách cái gì, vậy cũng là kiếm hai lưỡi, sơ ý một chút liền hại chính mình, hơn nữa biệt ly quy biệt ly, An Xuất ở phương diện này xử lý vẫn là rất tốt, hắn bạn gái trước, hận hắn, đúng là không có mấy cái. Không đúng, có một cái. Tác cho chấm e R-O-N-G, tuy rằng không biết nàng có thể hay không toán một cái. Yêu, o -p -p -a, sớm A. Ngày hôm nay, An xuất sáng sớm đến, kết quả dung ơ un chấm di y dĩ nhiên so với hắn còn muốn sớm, không biết khi nào đụng tới, ở sau lưng của hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn, sức sống mười phần. Sớm. An xuất chậm rãi xoay người, một cái tay khoác lên dung ơ ung chấm di y trên đầu, ai a, à, mỗi lần mò ngươi đầu thời điểm, đều cảm thấy ngươi thật ải. Opepea, chúng ta nhất định phải như vậy lẫn nhau thương tổn sao? Quen thuộc, 161 đi, đúng không? Ai Tây, an xúc. Ngươi đừng chạy, đứng lại, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Lúc này mới quá 10 ngày không tới thời gian, dung ơ un chấm di y liền hoàn toàn thay đổi chính mình đối với an súc cái nhìn, này chân thực hãy cùng tác cho chấm r o n nói tới như thế, là một cái ác miệng đến mức tận cùng hố hàng. Mỗi ngày không trào phúng ngươi vài câu liền cả người không thoải mái như thế. Đặc biệt là, lời của hắn nói, tuy rằng không có một câu là lời mắng người, nhưng là nhưng dù sao là có thể khiến người ta phi thường khó chịu, có lúc coi như biết rõ ràng hắn không có ác ý, vẫn là sẽ phi thường tức giận, có thể kỳ quái nhất chính là, đang dần dần quen thuộc sau khi, Dung ơ ung chấm di y thật giống nhưng trái lại thích cái cảm giác này Rất khó chịu Nhưng lại nhưng chính là yêu thích Quả nhiên là người mang rợ Chân như vậy ngắn, còn muốn truy ta, có thể hay không có có chút thông minh Opepea, ngươi thành công làm nổi lên sự phẫn nộ của ta An xúc trong nháy mắt hóa thân oan ức tiểu nương tử Aigo, thật là đáng sợ a, à. luân gia rất sợ đó rồi Nuna không muốn đánh ta, ta sợ thống tâm Dùng eun.yi uh đã triệt để nổ tung, bùng nổ ra vô cùng mạnh mẽ tốc độ, hướng về An Súc truy vết tới, nhưng là lần này An Súc căn bản động cũng không có nhúc nhích, eun.yi uh trực tiếp liền vọt vào trong ngực của hắn, mạnh mẽ va chạm, sau đó cả người đều mộng ép. An Súc trên lên một tiếng, dùng eun.yi uh khí lực vẫn đúng là không phải nắp, chỉ ít so với yêu lớn hơn nhanh gấp đôi, bị va lần này, xác thực quá chừng. Được rồi, không cùng ngươi náo loạn chuẩn bị một chút, ngày hôm nay phân lượng hẳn là sáng sớm liền có thể đập xong, buổi chiều nghỉ ngơi, ta còn muốn đi hẹn hò đây. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 099 Yêu thích Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đệ 099 chương yêu thích ác to tha hương người tác giả. Lười biến dê thiên dung ơ un chấm ở an suốt trong lòng ngực, Hầu như theo bản năng trả lời, hẹn hò. Oppa phao đến nữ. Đáng sợ, ngươi dĩ nhiên sẽ cảm thấy ta như là không cua được nữ ngươi. An xúc lắc đầu một cái, hắn nhưng là liền Baesuri cùng Liji Eun đều từ chối nam nhân. Hắn nếu như không cua được nữ, hẳn là cũng không mấy nam nhân có thể phao được đi. Không, không có. Ta chính là Hiếu Kỳ, là ai có thể cho ngươi xin mời thịt nướng. Cho chấm eron hoa -a đã lâu đều không đồng thời ăn đồ ăn buổi chiều hẹn nàng đồng thời ăn móng gà cùng thịt nướng nói tới chỗ này an xúc rõ ràng quan sát được dung ơ un chấm di y vẻ mặt có chút trở tối làm sao muốn cùng đi sao nguyên bản vẻ mặt xác thực là khó coi nhưng khi an xúc nhắc tới cùng đi chữ này thời điểm dung ơ un chấm di y biểu tình lại dần dần sáng ngời lên chỉ tiếc an xúc đón lấy một câu lại làm cho nàng tinh thần tan vỡ không đúng ngươi tới liền thành kỳ đà cản mũi ta còn làm sao tán gái này vô căn cứ nha ao quá đáng a ta theo ngươi lâu như vậy ngươi dĩ nhiên không mời ta ăn thịt nướng ngươi có phải là đối với cho chấm ronj có ý đồ gì Dung ơ un chấm có chút bất mãn nói tác cho chấm ronj rõ ràng vẫn ở trước mặt chính mình nói an xúc nói xấu kết quả bây giờ lại đáp ứng muốn cùng an xúc đi ra ngoài hẹn hò trong này bao hàm ý vị, để ơ un chấm di y không thể không hoài nghi mình có phải là bị lừa. Đình chỉ, cái gì gọi là theo ta lâu như vậy, ngươi phản phất là ở đầu ta. Ngươi lúc nào cùng quá ta, không muốn đem lại nói như vậy ám muội được rồi. An súc cúi đầu nói này nói, đột nhiên nhìn thấy gì, vẻ mặt trở nên hơi có chút xoắn suýt lên, nghĩ đến một hồi, cả người ngồi sổng xuống. Dùng ơ un chấm di y mà cúi thấp đầu đi, kết quả nhưng nhìn thấy. An súc cái tên này dĩ nhiên đang giúp nàng trói hài mang, thời khắc này, Dung ơ un chấm di y tấm kia đẹp để khuôn mặt nhỏ bé trên tràn ngập khiếp sợ. Hài mang cũng không biết cột chắc. Tuy rằng có thể sẽ bị hiểu lầm cái gì, nhưng An súc ép buộc chứng phạm vào, vật này không khống chế được. Dung ơ un chấm di y mà cúi đầu nhìn An súc tỉ mỉ cho mình buộc lên hài mang, mặt đột nhiên đỏ, o ngươi. Đừng hiểu lầm, ta có ép buộc chứng. -p -p -a, ngươi cũng thật là mất hứng a à, vào lúc này như thế thành thực làm gì an xúc nổ biểu môi không muốn để cho ngươi hiểu lầm ta là ở phao ngươi này liền không tốt lắm con người của ta tuy rằng yêu thích chiếm tiện nghi thế nhưng ta không thích chịu trách nhiệm dung ơ un chấm di y có lúc thật sự rất đáng ghét an xúc này một phần thành thực thật sự rất mất hứng a à, căn bản là không khiến người ta thừa bao nhiêu ảo tưởng vào lúc này an xúc hài mang cũng đã cột chắc dùng eun.ge lựa chọn nói sang chuyện khác quên đi ta vẫn là quyết định không đi quấy rối opetea các ngươi hai người thế giới không khuết đại như vậy rồi vừa nãy nói đùa ngươi rồi ta tạm thời không nghĩ tìm bạn gái ý nghĩ chỉ là đơn thuần ăn một bữa cơm cái kia opetea ngươi yêu thích cho chấm e -r -o -n -g -un sao nói xong dùng eun.ge nhìn chầm chầm không chấp mắt nhìn an súc đối với cái vấn đề này nàng thật sự hiếu kỳ rất lâu nàng trước đều là nghe người khác nói nàng muốn biết an xúc đến cùng là nghĩ như thế nào ngoài ý muốn ở ngoài an xúc không chút do dự gật đầu yêu thích mo dung ơ un chấm di y vốn cho là coi như an xúc thật sự yêu thích cho chấm j hẳn là cũng sẽ che giấu một thoáng chí ít sẽ không giống như bây giờ trả lời thẳng thắn như vậy lần này thì có điểm lúng túng bất quá lời của nàng coi như ta nói với nàng yêu thích nàng hẳn là cũng sẽ cho rằng ta là đang nói đùa hoặc là đang đùa nàng đi ha ha cái này bổn nữ tan xúc đối với tác cho chấm ronj thật sự hiểu rất rõ đối với tác cho chấm ronj tính cách đặc điểm nắm giữ thậm chí càng vượt qua tác cho chấm ronj tưởng tượng dung ơ un chấm di một mặt mộng bức hắn dĩ nhiên biết aopepea à, ngươi là làm sao biết hiểu rất rõ nàng An xúc nhớ tới cho chấm r-o-n-g, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Ta đoán, nàng ở trước mặt các ngươi, hẳn là thường thường nói xấu ta chứ? Để ta đoán một thoáng, hẳn là quỷ phong lưu, vô học, ác miệng, tiện nhân loại hình không ít nói đi. Đâu chỉ là không ít nói, hầu như trong lúc đó gặp mặt một lần, phát cho chấm r-o-n-g sẽ dùng những câu nói này cho dung erun. Chấm di y tẩy não một lần này đoán quá đúng, chuẩn, liền Dung ơ un chấm di y cũng không biết nên nói chút gì. An Xuất nhìn thấy Dung ơ un chấm di y vẻ mặt liền đã biết rồi, chính mình suy đoán tuyệt đối là 89 chín phần 10, đối với này, ngoại trừ cười khổ, hắn cũng chỉ có cười khổ, đối với tác cho. Rồng, An Xuất xác thực là có một loại đặc thù cảm tình ở bên trong, không nói rõ được cũng không tả rõ được, tức giận cũng không hề tức giận, càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ, ta liền biết. Kỳ thực lúc trước biểu lộ bị cự, An Xuất trong lòng cũng không có quá nhiều thất vọng. Trái lại là an tâm, nhất thời kích động biểu lộ, nếu như thành, hắn cũng có chút bận tâm, lấy cá tính của chính mình, cuối cùng có thể sẽ cùng phát cho chấm huyên náo tan rã trong không vui. Dùng eun chấm y tự hồ đối với an xúc cùng phát cho chấm trong lúc đó chuyện đã xảy ra đặc biệt cảm thấy hứng thú, căn bản quên hiện tại còn ở trường quay phim lại nói đạo diễn thật giống ở gọi ngươi, ngươi xác định ngươi không cần đi sao? An Xuất chỉ chỉ chính đang gọi người đạo diễn, quay về dung ơ un chấm di y hỏi. Gây go. Dung ơ un chấm di y nghe được nhắc nhở, lúc này mới quay đầu lại phát hiện đạo diễn la lên, sau đó vội vội vàng vàng hướng về đạo diễn phương hướng chạy tới, ở này bộ hí bên trong, tuy rằng An Xuất là vai nam chính, nhưng trên thực tế toàn bộ kịch truyền hình, kỳ thực đều là quay chung quanh dung ơ ung chấm di y cái này vai nữ chính đập, nàng hí phân ít nhất phải bi an tiết nhiều hơn một phần ba. Vẫn là quá tuổi trẻ. An xúc ý vị sâu xa lắc lắc đầu, sau đó trực tiếp rời đi hiện trường. tác cho chấm j e đặt trước địa phương là trước đây khi luyện tập sinh thì, cùng an xúc thường xuyên đến ăn thịt nướng điếm, không có nửa điểm biến hóa, tương tự bố trí, tương tự ông chủ, vừa bắt đầu người ông chủ kia vẫn đúng là tâm không nhận ra tác cho chấm j chỉ là trong ấn tượng có chút quen thuộc khi an xúc đi vào trong điếm thì ông chủ mới nhớ lại đến yêu này không phải an xúc tiểu bạch kiểm a ông chủ một chút liền nhận ra an xúc đường ra trêu nói không nghĩ tới ngươi cái này phá thịt nướng điếm lại còn không đóng cửa a an xúc lật lộng chính là một câu ác miệng bản tính không kém chút nào với trước đây Người này ác miệng vẫn đúng là không cãi a, à, đều nhân khí diễn viên, còn bộ dáng này, cho chấm r o n cái kia mập nha đầu đây. Đã lâu cũng không thấy hai người các ngươi. Ông chủ căn bản không thèm để ý an xúc ác miệng, trái lại hiếu kỳ vẫn cùng an xúc xuất, xuất hiện tác cho chấm r o n ở nơi nào, vào lúc ấy, an xúc cùng tác cho chấm r o n liền đều là tới đây. Ông chủ đối với hai người bọn họ ấn tượng đặc biệt sâu sắc, chỉ là sau đó dần dần, hai người đến số lần liền ít đi rất nhiều. Tác cho chấm e vẫn yêu thích gọi an suất tiểu bạch kiểm, kết quả ông chủ mặt sau cũng theo hô, sau đó dần dần, cũng là quen thuộc như vậy cách gọi. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 101 Đối với địa phương đối với người Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 101 Đối với địa phương, đối với người ác to tha hương người tác giả. Lười biến gia thiên ai nha, tính toán một chút, ta cho hai người các ngươi phân lượng hơi hơi ít một chút, thịt nướng cùng móng gà lên một lượt đi, thực sự là, làm gì như thế xoắn suýt, lâu như vậy không gặp, không thu các ngươi tiền. Ông chủ nhìn hai thằng nhóc đấu võ mồm, phản phất lại trở về lúc trước cái kia đoạn hài lòng không lo thời gian. Hắn tiệm này tuy rằng chuyện làm ăn không tính là thật tốt, nhưng cũng vẫn tính miễn cưỡng không có trở ngại, cũng không cần như vậy quan tâm vấn đề tiền, chờ chút liền đến, các ngươi ở bên kia ngồi đi. Ông chủ tự hồ cũng phát hiện, chính mình trong tiệm này khách mời tự hồ càng ngày càng nhiều, nhiều đều có chút dị thường, rất nhiều đều trực tiếp nắm lên điện thoại di động, liền hướng an xúc cùng phát cho chấm trên người vỗ, trong đó nhận ra an xuất chiếm tuyệt đại đa số, còn có linh tinh mấy cái biết cho chấm ROND là người nào. An xuất cũng đã thành đèn flash tiêu điểm, này vốn là là để hắn có chút buồn phiền, ông chủ nhưng rất sẽ làm đem không có ở ăn đồ ăn khách mời toàn bộ đều đuổi ra ngoài, thêm vào hắn cái kia bản thân liền vô cùng cao to cường hãng vóc người, hiệu quả hiện ra. Tuy rằng vẫn có không ít người tập trung ở cửa tiệm đập, nhưng ít ra sẽ không ảnh hưởng đến an suất cùng tác cho chấm RONG bình thường cùng ăn. Đều do tiểu tử ngươi, ta bây giờ lại ở đem chuyện làm ăn đuổi ra ngoài. Đại thúc, nếu như không phải ta đến rồi, ngươi điều này cũng không tốt như vậy chuyện làm ăn, trang trí như vậy phá, có mấy cái kẻ ngu si sẽ muốn tới nơi này ăn, rõ ràng đoạn đường tốt như vậy. Này chết tiệt ác miệng, ông chủ cũng là dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng phải thừa nhận, nếu như không phải ăn xúc đến rồi, hắn trong tiệm này chuyện làm ăn cũng không thể như hiện ở đây sao được, này, muôn em bơ kinh sức ảnh hưởng vẫn đúng là không phải nắp, bất luận nam nữ già trẻ, nhận thức ăn xúc quá nhiều người. Hiện tại còn ở trong cửa hàng, người phần lớn cũng đều bớt phóng túng đi một chút, bất quá tuy rằng đều điểm món ăn, nhưng chủ yếu tinh thần còn đều là tập trung an súc trên người. Trong cửa hàng, phần lớn đều là một ít tuổi trẻ nữ sinh. O, -m -m -o không nghĩ tới đến ăn cái thịt nướng, vận may tốt như vậy, dĩ nhiên gặp phải hoang dại an súc OTPA, chân nhân càng xoái a. À. Một cái cao học sinh trung học dạng nữ hài, một mặt kích động cầm lấy điện thoại di động của chính mình con mắt sẽ không có tự an xúc trên người rời khỏi mốt sơ đại ở bên cạnh nàng một người dáng dấp vóc người đều vô cùng tốt nữ sinh nhìn thấy an xúc sau khi còn có chút tiểu hoa si tốt quá phận tại sao có thể soái khuếch đại như vậy này xuyên cổ trang hoàn toàn là lãng phí a à? vóc người này này khuôn mặt lại nói an xúc opepea bên cạnh người phụ nữ kia là ai vậy dung mạo thật là giống không sai sẽ không là hắn bạn gái chứ một cái hơi có chút béo y cao trung nữ sinh ánh mắt không quen nhìn về phía tác cho chấm r rõ ràng có chút khó chịu dáng vẻ. Lời mới vừa nói cái kia nữ sinh xinh đẹp, đùa gì thế? Ta nhưng là an xúc otpa thủ tịch fans, an xúc otpa sự tình sẽ không có không biết. Vậy tuyệt đối không phải otpa bạn gái, thật giống là APIN đội trưởng, tác cho chấm r đi. Khoác lát. Cái gì a? À? ta mới không có khoác lát đây, ta nhưng lại nhất định phải làm an xúc opepea lão bà nữ nhân chồng ta sự tình đương nhiên đều biết a à, uli an xúc opepea từ sơ trung bắt đầu liền rất được nữ sinh hoan nghênh nghe nói bạn gái có rất nhiều bất quá hiện tại tuyệt đối là độc thân vậy làm sao ngươi biết sẽ không là gần nhất giao du bé gái kia vẫn như cũ một mặt si mê nhìn an xúc mới sẽ không an xúc opea là ta cùng thác cho chấm chỉ là JYP luyện tập sinh thời điểm nhận thức quan hệ đi, gần nhất an xúc Opepea không phải cùng APIN đồng thời đập một bộ kịch truyền hình sao. Khẳng định là thời gian như vậy gặp mặt, đi ra ôn chuyện chứ. Ôn chuyện. Tự tự liền biến thành đàm luận tình, không phải cũng dài đến rất đẹp để mà. Béo yên ngạch tiểu nữ sinh vẫn là bất mãn nhìn cho chấm Mà ngay tại lúc này, An Súc tự hồ cũng vừa đẹp để đến mấy người các nàng, lộ ra mỉm cười mê người, hướng các nàng ngoắc ngoắc tay. "A, à, Oppa ở theo ta vẫy tay." "Theo ta vẫy tay." "Thật đẹp trai a." À. Này mấy cái tiểu nữ sinh trong nháy mắt liền điên rồi, này tiếng thét chói tai, cách một tầng pha lê tường đều có thể nghe được, này điên cuồng nhiệt tình, liền An xúc đều bị sợ rồi. Tác cho chấm e R O N càng là nóng giận, không lại nói với An Súc một câu nói. Cái tên này dĩ nhiên ở ngay trước mặt nàng trêu hoa gẹo nguyệt, quả thực chính là khi nàng không tồn tại Trước còn nói yêu thích nàng Nào có người sẽ ở yêu thích nữ hài trước mặt như vậy, an xuất tên khốn kiếp này quả nhiên là đang đùa nàng Làm gì? Bản gương mặt Không có Cho chấm r o n hừ lạnh nói Không có mới là lạ, an xuất cũng là không nói gì, nếu như thật không có nói chuyện sẽ là hiện ở cái này ngữ khí nữ người có lúc đúng là không cách nào thuyết phục hiện tại cho chấm ronz liền nằm ở loại này không cách nào thuyết phục trạng thái an xúc lắc đầu một cái không có chuyện gì tức cái gì a à? ghen nha có thể hay không thay cái phản ứng a à? ta đều nghe chán mỗi lần đều là nha 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 an xúc vừa mang theo thịt nướng vừa khảo thác cho chấm ronz nghe quen thuộc thịt nướng hương vị Nuốt một ngụm nước bọt, tự hồ chính đang chờ mong cái gì, thầm nghĩ, nếu như, nếu như ngươi đem thịt nướng trước tiên bao cho ta ăn, ta liền tha thứ ngươi. Đáng tiếc chính là, An Súc cũng không phải nàng tưởng tượng loại kia An Súc. Gói kỹ khối thứ nhất thịt nướng liền trực tiếp đưa vào trong miệng của chính mình, một điểm do dự đều không có, sau đó thỏa mãn nhắm hai mắt lại, ăn nhiều như vậy da thịt nướng điếm, hắn vẫn cảm thấy nơi này thịt nướng là tốt nhất, cũng không phải chất thịt tốt nhất cũng không phải khảo lô tốt nhất, nhưng chính là cảm thấy ăn ngon nhất. Có thế. Là bởi vì có cái đối với người cùng hắn đồng thời ăn đi. Ăn xúc vừa ăn, kỳ thực cũng ở vừa quan sát tác cho chấm RONG phản ứng, cái này ngốc nữ không phải loại kia sẽ ngay mặt trở mặt với ngươi tức giận loại hình, có thể làm cho nàng trực tiếp trở mặt sự tình, cho tới nay mới thôi, chỉ có một lần, ở lần kia sau khi, rộng đã ba, bốn năm đều không có lại từng gặp mặt tác cho chấm vậy cũng yêu phản ứng, thật sự làm người cảm giác được rất động lòng. An xúc không nói nhảm, mà là gói kỹ một khối thịt nướng, ở phát cho chấm ERONG ánh mắt kinh ngạc bên trong, phóng tới nàng trong cái mâm, ăn đi. Phát cho chấm ERONG không nói gì, chỉ là nghi hoặc nhìn An xúc, này có thể không hề giống trước đây hắn, nếu như là trước đây An xúc, khẳng định là không có chút nào sẽ cho mình lưu lại, nếu như không cướp ăn, nàng phỏng chừng liền một khối đều ăn không được nha ngươi có phải là có âm mưu gì tác cho chấm j sốc lên khối này thịt nướng muốn nhìn một chút bên trong có phải là có một loại hình đồ vật xin nhờ an xúc cũng là dở khóc dở cười cái nào có âm mưu gì không ăn coi như nói an xúc liền trực tiếp cầm lấy cho chấm j trong cái mâm thịt nướng ở nàng nhìn kỹ bên trong mang theo khối này thịt nướng đi tới vừa nãy cái kia một bàn nữ sinh bên cạnh, đưa đến cái kia mới vừa nói là chính mình thủ tịch fans nữ sinh trước, người tốt. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 100 Móng gà luôn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 100 Móng gà lung ác to tha hương người tác giả. Lười biến dê thiên nàng so với ta mới đến. Ngươi không thấy nàng? Không thể nào. An Súc nói tự hồ cũng nhớ ra cái gì đó đồ vật. tác cho chấm r o n hiện tại cũng sớm đã không phải trước đây cái kia cô gái mập nhỏ, gầy gò đát. chỉ cần không phải quá quen thuộc, phần lớn người cũng không thể nhận ra nàng, cũng cảm thấy kỳ quái. Ayushi, ngươi làm sao có khả năng quên ta? Ta vẫn đều ở nơi này a. À. Tác cho chấm r o n j khuôn mặt nhỏ nhắn suýt chút nữa không đẩy đến ông chủ trước. Ngón tay chỉ mình, một bộ ta rất không vui dáng vẻ. Ông chủ nhìn trước mắt cái này tự hồ hơi có chút nhìn quen mắt nữ hài, kết hợp an súc mới vừa nói, lúc này mới sáng mắt lên, tiểu bàn lung. a Ta đã không mập rồi. Không nên gọi ta cái tên đó. Cho chấm e r o n vì giảm béo nhưng là rơi xuống một phen nhẫn tâm, tuy rằng thật vất vả giảm hạ xuống. Nói ta còn rất trắng như thế. An xúc tú ra trên cánh tay mình màu vàng nhạt bắp thịt, tuy rằng mặt của hắn vẫn là như vậy xoái, nhưng hiện tại An xúc vẫn đúng là không thể nói là tiểu bạch kiểm, hắn cảm thấy bắp thịt hình nam, mới càng thêm thích hợp mình bây giờ. Tác cho chấm r o n căm tức An xúc nha. Chưa kịp tác cho chấm r o n nói chuyện, An xúc trực tiếp từ ông chủ trước mặt một bàn rau xà lách bên trong cầm lấy một mảnh, nhét vào trong miệng của nàng, chấm dứt ở đây, ông chủ chúng ta ngày hôm nay là đến ăn thịt nướng có thể hay không cho chúng ta một cái yên tĩnh một điểm gốc tiệm này không phải là cái gì xa hoa thứ thịt nướng điếm xem này trang trí liền biết rồi đã có rất nhiều năm lịch sử tuy rằng trong lúc đã tu sửa một hai lần nhưng nhìn lên vẫn đúng là không phải rõ ràng như vậy vẫn là rất nhiều khá là ố vàng địa phương tuy rằng bàn cùng sàn nhà đều sát rất sạch sẽ nhưng rất rõ ràng đều là có một ít niên đại từ rất nhiều nơi đều có thể nhìn ra tiệm này lịch sử ông chủ tựa hồ cũng phát hiện cái vấn đề này, An Xuất xuất hiện ở cửa bắt đầu, cũng đã có một ít người ở vây xem hắn, hắn ngày hôm nay trực tiếp từ đoàn kịch liền đến, ép căn bản không hề cái gì ngụy trang, liền nhìn chầm chầm một tấm An Súc mặt liền đến, hơn nữa cái kia ưu việt thân cao, trạm ở trong đám người nguyên vốn là hấp dẫn ánh mắt mọi người tồn tại. Có mấy người thậm chí một chút liền nhận ra rồi. Ở ông chủ nhà này thịt nướng điếm cửa, càng ngày càng nhiều trảo điện thoại di động chụp trộm người, thậm chí có không ít cũng đã chặn ở cửa ông chủ tâm lý cũng là cảm khái vạn phần không nghĩ tới mấy năm trước cái kia ác miệng hoa tâm tiểu tự thúi bây giờ lại có như thế cao độ ho này vẫn là khó mà tin nổi a à? này có cái gì khó mà tin nổi không phải rất bình thường sao an xúc liếc mắt một cái cửa những người ái mộ bất đắc dĩ lắc đầu một cái đây chính là thành danh đánh đổi hắn cũng không còn biện pháp giống như kiểu trước đây tùy tùy tiện tiện muốn đi đâu liền đi đó ông chủ cũng không nói nhảm đối với an xuất than mở tay ra chưởng ta nhớ rõ tiểu tử ngươi ở ta này xa món nợ mười mấy lần không có một lần là trả lại ngươi hiểu an xuất suýt chút nữa không thổ huyết ông chủ này không nói hắn vẫn đúng là nhớ không nổi chuyện này bất đắc dĩ móc bóp ra lấy ra bốn tấm năm mươi ngàn hàng nguyên chỉ sao đưa cho ông chủ ở ngươi này xa món nợ mười sáu lần mỗi lần gần như mười ngàn những này có đủ hay không thu trở về đi thôi ngu ngốc tiểu tử, ngày hôm nay ăn cái gì? Ông chủ cười cười, nếu như hắn thật sự lưu ý số tiền này, lúc trước cũng sẽ không để cho An Xuất xa trương mục. Lúc trước hắn chẳng qua là cảm thấy nhìn An Xuất cùng thoát cho chấm j hai người này thú vị người trẻ tuổi ở tiệm của mình bên trong đấu võ mồm rất thú vị. Cũng vì chính mình nhà này chuyện làm ăn không coi là nhiều thật thịt nướng điếm mang đến một chút tức giận, từ khi tên tiểu tử này sau khi đến, trong cửa hàng chuyện làm ăn cũng là khá hơn nhiều. Bất quá ở mấy năm trước, An Xuất cũng không biết đi đâu, đột nhiên liền không đến, liền tác cho chấm một người đến, sau đó liền tác cho chấm cũng không tới. An Xuất liếc mắt nhìn ông chủ, vẫn đúng là liền đem tiền thu hồi đến rồi, hắn không phải là loại kia kỹ oai cá tính, đây chính là ngươi nói ừ, ta có thể sẽ không cùng ngươi khách khí CFFF giờ. Còn ăn thịt nướng? Đại thúc, ngươi trong cửa hàng lẽ nào ngoại trừ thịt nướng còn có những khác? ngươi tiểu tử thúi này, cũng chớ xem thường ta, còn có hoa lan cây kê cây, cây móng gà, xào bánh mật, gà rán, ăn cái gì. Ông chủ cũng không có nắm thực đơn cho An Xuất, mà là đề cử cho hắn vài đạo chính mình nơi này khá là có lòng tin món ăn, ta muốn móng gà. Không muốn móng gà. An Xuất cùng phát cho chấm e r o n hầu như trăm miệng một lời hô, hô xong, hai người đều trợn lên giận dữ nhìn đối phương. Vậy rốt cuộc là có muốn hay không? tác cho chấm eronz không có chút nào chịu nhượng bộ. Avu ta trả nợ. Nghe ta, ta muốn móng gà. Ngươi là trí chướng sao? Móng gà có món gì ăn ngon? Nha. An tiểu bạch, ngươi nói như vậy ta liền không vui. Tìm chúng ta bên trong móng gà cũng là ăn thật ngon được rồi. Đối với ta mà nói, ăn móng gà đều là ngớ ngẩn. Tác cho chấm j tự hồ đã có thể cảm giác được tráng mình có thêm một cái to lớn tỉnh tự. Người này những năm gần đây thật sự một điểm biến hóa đều không có. An xúc, nếu như ngươi nói thêm nửa một chữ, ta không bảo đảm ngươi có thể ở đây hoặc là đi ra ngoài, không tin ngươi có thể thử xem. Hiện tại ngươi có thể không nhất định đánh thắng được ta. An xúc lúc trước đại học tạm nghỉ học đi làm lính, không phải là bình thường binh chủng, thân thể trạng thái tốt hơn, cũng không chịu thua, tuy rằng rất mệt, nhưng hắn tiến vào nhưng là không quân, hơn nữa cũng yêu thích học đánh lộn, hắn ở trong quân doanh học được đồ vật, có thể không thể sao tác cho chấm RONJ kém bao nhiêu. Hừ. Vậy thì thử xem. Nói tác cho chấm RONJ vẫn đúng là tuốt nổi lên tay tụ, đây là chuẩn bị muốn cùng An Súc làm một vố lớn nhịp điệu. Tỉnh lại đi, liền ngươi cái kia cánh tay nhỏ chân nhỏ, bây giờ có thể dơ lên ta là tốt lắm rồi an xúc một cái tay đặt ở phát cho chấm ronz trên đỉnh đầu quá lâu như vậy vẫn là một điểm đều không trường cao dù sao chú lùng lung nha không muốn lại cho ta lên biệt hiệu khốn nạn phát cho chấm ronz đối với an xúc nhất tối căm tức địa phương kỳ thực còn không là hắn ác miệng mà là hắn điên cuồng mê luyến cho nàng lên biệt hiệu chuyện này vào lúc ấy cái gì thịt khuôn mặt lung ngốc bạch lung mập lung ngốc lung hoa rồi cũng không biết là cái gì quỷ không thiếu gì cả cho tới làm phản kích tác cho chấm j e cũng cho an xúc nổi lên rất nhiều biệt hiệu an tiểu bạch mạc bố tiết học tra an các loại đại thúc liền thịt nướng thêm giờ xào bánh mật đi gần đủ rồi không muốn điểm nhiều như vậy không phải vậy nạn ăn nhiều lại mật nói thế nào cũng là xuất đạo nghệ nhân an xúc đàng hoàng trịnh trọng đối với ông chủ nói thuyết pháp phản phất rất có sức thuyết phục dáng vẻ nhưng mà cho chấm e r o n -G nhưng không có chút nào chịu phục, lớn tiếng kêu la, bãi làm ra một bộ nói cái gì đều muốn ăn tùy hứng gián dấp, ta không muốn ăn thịt nướng. Ta muốn ăn móng gà. Ta liền muốn ăn móng gà. Ăn à, xúc câu mày, đối với móng gà đồ chơi này, hắn tuy rằng không đáng ghét, nhưng cũng không thích, ta không muốn ăn móng gà. Ai bảo ngươi ăn, ngươi không ăn ta ăn. Ta một người cũng có thể ăn xong tác cho chấm RONG không chút nào yếu thế cùng an súc đối diện. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 102 Bạo tính khí Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 102 Bạo tính khí ác to tha hương người tác giả Lười biến da thiên cô nữ sinh này trong nháy mắt thụ sủng nhược kinh trận to hai mắt nàng cũng không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên thu hoạch tốt như vậy phúc lợi, OM. -M -O. Chuyện này. Chuyện này. Đây thật sự là cho ta sao? Không phải mới vừa nói là ta thủ tịch Fans mà. An xúc lần thứ hai lộ ra cái kia thuấn sát nữ sinh mini mỉm cười. Này vẫn chưa xong, An xúc nói nói, còn cầm trong tay thịt nướng đưa đến miệng của nàng một bên, nhưng mà ngay tại lúc này, tác cho chấm R-O-N-G đã chạy tới, gắt gao lôi kéo An Xuất quần áo, khoan hãy nói, khí lực thực sự là không nhỏ, An Xuất cảm giác được rõ rệt y phục của chính mình đã bị xả biến hình. Ta nói, y phục này có thể không rẻ a, à? ngươi dự định bồi ta sao? Tác cho chấm RON dê nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi biết ngươi hiện đang làm gì thế sao? Fans phúc lợi a. À? An Xuất nói cười hiếp mắt đem thịt nướng đưa vào nữ hài bạn bên trong. Điều này làm cho nữ sinh kia hoàn toàn thụ sủng nhược kinh tác cho ronj được kêu là một cái khí, nguyên bản bởi vì dung erun .diy đối với an súc đánh giá quan hệ, còn đối với an súc hơi có chút đổi mới, nàng hiện tại phi thường khẳng định, tuyệt đối erun .diy nhận sai, an súc quả đoán vẫn là tên khốn kia. nhất thời không khống chế lại tính tình của chính mình, tác cho ronj một cái tác mạnh mẽ vỗ vào trên bàn, cái bàn này không phải là nàng cùng an súc vừa ăn cơm tắm kia, mà là hai vị nữ fans tắm kia thậm chí ngay cả các nàng ăn thịt nướng đều đi không ít trên đất. Này nhưng làm tất cả mọi người đều dọa sợ. An xúc con ngươi thu nhỏ lại, điều chỉnh một thoáng tiêu cự, đầu óc cấp tốc chuyển động lên, vội vàng đem phát cho chấm RONG đẩy cách bàn. Xin lỗi, xin lỗi, nàng chính là thời mãn kinh sớm, Con đố kỵ ta có xinh đẹp như vậy tinh bột tia. Mau mau đánh cái ha ha, sau đó đem phát cho chấm RONG cho nhét vào trở lại, cho này mấy cái tiểu nữ sinh chịu nhận lỗi ở Hàn Quốc chỉ cần bị định nghĩa vì là sái hàng hiệu vậy thì là cơ vốn là bị định tử hình rồi. Tác cho chấm eronz này bạo tính khí quá nhiều năm như vậy vẫn là như trước kia giống nhau như đúc, phỏng chừng là đã cải không xong, nhưng vậy liền coi là là cải không xong, vì mình tiền đồ ở loại này công cộng trường hợp cũng không thể như thế bạo a. À. Ông chủ, này một bàn trở lại một bàn thịt nướng, coi như ta đi an xúc cũng là bất đắc dĩ, nếu như nơi này không có người ngoài cũng coi như, hắn đã phi thường thấy rõ ràng, này mấy cái tiểu nữ sinh sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường không quen, nếu như xử lý không tốt, phỏng chừng ngày hôm nay sau đó, tác cho chấm e ROND không chỉ sẽ thêm ra mấy cái anti, phỏng chừng lạc trên sẽ xuất hiện che ngập bầu trời ác tính tin tức, này nhất định phải cố gắng xử lý mới được. Có thể an xúc càng như vậy lấy lòng các nàng, tác cho chấm ronz trong lòng hỏa khí lại càng lớn xem đến phần sau càng là trực tiếp đẩy cửa mà ra an xúc bất đắc dĩ than thở sự tiến triển của tình hình đã hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi khống chế duy nhất khá tốt chính là hắn thành công để này mấy cái bé gái không đi tính toán chuyện vừa rồi trái lại rất vui vẻ ăn xong chớp mắt này thịt nướng không truy bởi vì an xúc quan hệ ông chủ không thể không sớm đóng cửa đóng cửa sau khi An Súc không nói hai lời liền nhét vào 50 vạn cho ông chủ. Ông chủ cũng không có kiều tình, đem tiền thu đi, ngày hôm nay bởi vì An Súc cùng phát cho chấm R.O.N.G sự tổn thất của hắn xác thực cũng không thấp. An Súc lắc đầu một cái, kỳ thực hắn cũng rất căm tức, này phải thay đổi làm người khác, hắn mới sẽ không đi làm loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, không quen nàng này tật xấu, nổi nóng đến liều mạng, liền như vậy còn tưởng là đội trưởng đây, Apin sau đó nếu như xong đời, khẳng định liền bởi vì nàng này bạo tính khí. Thịt nướng điếm lão bản một bộ ta là tới được dáng dấp, người sẽ không không thấy được đi, cho chấm r-o-n dây nha đầu này yêu thích ngươi. Vậy thì thế nào? Người yêu thích ta nhiều hơn nhiều. Từ, có thật không? Ông chủ chế nhạo cười, an xúc mọc ra như vậy gương mặt, muốn không được hoan nghênh đều thật khó khăn. Bất quá ta yêu thích cũng không phải nhiều, quên đi, Ông chủ, giúp ta đem còn lại đều đóng gói, không ăn lãng phí. Ăn suốt ngày hôm nay có thể nói là xuất huyết nhiều, ăn một bữa thịt nướng liền bỏ ra 50 vạn, ngẫm lại đều cảm thấy đau lòng a, à, liền vì cho bác cho chấm r chùi đít. Kết quả nhân gia căn bản liền không cảm kích, còn thở phì phò liền đi. An suốt trong lòng đối với cho. Trong cách làm, cũng là có chút xem thường, làm việc hoàn toàn không trải qua đầu óc. Coi như vừa nãy cái kia mấy cái tiểu nữ sinh không nói Chuyện ngày hôm nay phỏng chừng cũng đã lưu truyền đi Ngày mai phỏng chừng tin tức liền đi ra Này qua coi như là An xúc muốn giúp nàng bối Đều giúp không được Dưới con mắt mọi người phát loại này tính khí Này không phải sao Còn đẩy cửa mà ra Này rất sao có còn hay không đầu óc An xúc cảm giác mình đều là say rồi Coi như A-Pin hiện tại là một cái khá cụ nhân khí người mới tổ hợp Đội trưởng nếu như bị tuôn ra chuyện như vậy Vậy tuyệt đối là viên thuốc nhịp điệu Ở trên đường trở về An Xuất liền thông báo Hoang D.H.I.U.N Để hắn hỗ trợ muốn nghĩ biện pháp A Này ca ca thần thông quảng đại Tổng có thể làm được một ít người thường Đều không cách nào làm được sự tình Quả nhiên không ra An Xuất sở liệu Hoang D.H.I.U.N Trong vòng hai canh giờ liền chặn Đứng hai nhà giải trí truyền thông Hoa một chút tiền đem tin tức Cùng bức ảnh hết thảy đều cho mua lại Cũng còn tốt vốn là không phải cái gì đại tin tức Apin hiện tại độ hot không cao, tác cho chấm ERONG ở tổ hợp bên trong tuy rằng cũng cũng tạm được, nhưng cũng hoàn toàn không đủ để trở thành giải trí bản đầu đề. Nơi này ta bỏ ra 5 triệu, bức ảnh đều ở này. Ta nói, cái này tác cho chấm ERONG trong đầu trang đều là đậu hũ sao. Liền như vậy còn có thể khi đội trưởng. Có phải là ngốc? Hoang D chấm H I U N đối với tác cho chấm E R O N cách làm cũng là cảm thấy xuẩn không muốn không muốn, coi như thật sự có tính khí, ngươi cũng đừng ở trước mặt nhiều người như vậy phát a, à. lời nói khó nghe, ngươi cho rằng ngươi là ai a? À? An Súc không nói gì, chỉ là yên lặng đem bức ảnh cất đi, cảm tạ. Cảm ơn cái gì? Không cái gì ta trước hết đi rồi, lừa đảo sự tình liền giao cho ngươi, nhớ tới chuyển 5 triệu cho ta là được. Hoang D.H.I.U.N. cũng cũng không để ý chuyện này bản thân, hắn lưu ý kỳ thực vẫn là an súc thái độ, đây chính là biết hắn lâu như vậy tới nay lần thứ nhất, an súc lần thứ nhất sẽ sốt sắn như vậy một người nữ sinh. An súc rất rõ ràng, nếu như hắn hiện tại cầm những hình này đi AQB, đừng nói 5 triệu, chính là 50 triệu. AQB thôi trấn hạo cũng chỉ có thể bé ngoan dùng tiền mua lại. Làm công ty tương lai ngôi sao, a pin cho tới nay danh tiếng cùng nhân khí cũng không tệ lấy cô gái ngoan ngoãn thanh thuần hình tượng gặp người một khi những hình này cùng tin tức lộ ra ánh sáng cái kia có thể nói a pin khả năng liền phá hủy hữu tâm nhân hơi hơi lẫn lộn một thoáng coi như a pin kháng ở sau đó phát triển cũng cực kỳ có hạn nhân sinh chỗ bẩn thứ này có thể cũng không phải tất cả mọi người đều có thể chiến thắng nhưng là một khi để công ty bên kia biết chuyện này tác cho chấm j phiền phức khả năng thật sự không nhỏ. Dù sao nàng là APIN đội trưởng, là tổ hợp đại biểu, một khi nàng phạm sai lầm, trên căn bản hết thảy sai lầm đều sẽ bị dân chúng gánh vác đến toàn bộ tổ hợp trên người, chỉ trích thời điểm, nói khẳng định không phải tác cho chấm j mà là APIN. Khinh một điểm, có thể sẽ trực tiếp triệt đi đội trưởng của nàng, nghiêm trọng một điểm, cưỡng chế lùi đội đều không phải không thể cũng còn tốt tình huống trước mắt vẫn tính khống chế lại hoang d hiun có thể bảo đảm sẽ không có giải trí truyền thông xuất hiện tương quan tin tức chỉ cần người trong cuộc không truy cứu là có thể kỳ thực chuyện như vậy chân tâm đổi làm là ai đều sẽ tức giận khỏe mạnh ở một bên ăn thịt nướng khó được bản thân thần tượng lại đây cho đưa phúc lợi kết quả nhưng gặp phải một cái nữ xà tinh bệnh không có chuyện gì lại đây vỗ bàn còn đập thịt nướng đều rơi mất không truy cứu thật sự cũng đã là xem ở an suất trên mặt mà chúng ta tác cho chấm đồng 2. UNI, ngươi điện thoại vang lên. Apin khó khăn nội. Oh chấm iounz hùng hục cầm lấy một bộ điện thoại di động đi tới tác cho chấm trước. Nhưng mà đang nhìn đến ghi chú tên trong nháy mắt tác cho chấm eronz một thoáng liền đưa điện thoại cho các Đức, không chút do dự. Oh, h. I -o -u n ioung cũng là sửng sốt, nàng còn chưa từng thấy phát cho chấm R -o -n tức giận như vậy bỏ xuống người khác điện thoại đây, mà phát cho chấm R -o -n đưa ra đáp án là, chào hàng điện thoại, không cần để ý đến hắn. Nói liền đưa điện thoại di động cho cất đi, cũng không lâu lắm, phát cho chấm R -o -n liền thu được một cái tin nhắn, đến từ an xuất tin nhắn, bất quá nội dung nhưng cũng không là nàng tưởng tượng ra loại kia xin lỗi tin nhắn, ngược lại hắn là đến truy cứu trách nhiệm. An Xúc vẫn cảm thấy hẳn là để phát cho chấm biết một thoáng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đáng tiếc chính là, tác cho chấm hiện tại còn ở nỗi nóng, ép căn bản không hề tâm tư đi nhìn cái gì tin nhắn, mãi đến tận dung ơ trở lại ký túc xá, sau đó, ở mặt của mọi người trước. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 103 Lòng bàn tay Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 103 Lòng bàn tay ác to tha hương người tác giả Lười biến dê thiên đùng Dung ơ un chấm di y gương mặt lạnh lùng Một cái tác mạnh mẽ suý ở phát cho chấm r o n -d trên mặt Suý phát cho chấm r o n -d đều mộng ép Ở trong túc xá những người khác đều mộng ép Bình thường lẩm lẩm liệt liệt dung ơ un chấm di y rất ít nổi nóng coi như là tâm tình không tốt, bình thường cũng chính là để cho người khác đừng đến phiền nạn, có rất ít cùng người khác cãi và địa phương, chớ nói chi là động thủ đánh người, đó là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Nhưng là hôm nay nhưng, cho chấm e r o n u n i người đến cùng có biết hay không ngày hôm nay chính mình cũng đã làm những gì? Dung ơ un chấm sắc mặt tái xanh, nàng ở thu được an suất tin nhắn thời điểm thậm chí đều không thể tin được tác cho chấm ronj sẽ làm ra như thế chuyện ngu xuẩn đến chuyện như vậy một khi bị lộ ra ánh sáng đôi kia apin tới nói tuyệt đối là một hồi ngập đầu tai ương mới vừa mới xuất đạo không bao lâu nhân khí cùng địa vị đều không phải rất ổn định tuy rằng tăng lên trên xu thế vô cùng tốt nhưng này nếu như phát cho chấm ronj ngày hôm nay những việc làm lộ ra ánh sáng trước làm hết thảy đều phá hủy hoàn toàn phá hủy nàng hủy có thể không chỉ là nàng tác cho chấm r o n d chính mình một người mà là toàn bộ apin cái cái gì không biết tại sao nhìn biểu hiện nghiêm túc dung ơ un chấm tác cho chấm r o n dĩ nhiên có chút sợ sệt đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy như vậy ơ un chấm di dung un không nói gì mà là đưa điện thoại di động lấy ra mặt trên chính là cái kia vài tờ bị paparazzi ở phía xa đập xuống đến bức ảnh an suốt khoảng thời gian này nhưng là những này giải trí truyền thông quan tâm nhân vật tiêu điểm, kỳ thực ở hắn ra ngoài bắt đầu, liền vẫn có đi theo theo hắn, chỉ là theo dõi phi thường chuyên nghiệp, an suốt cùng phát cho chấm R -O -N đều không có phát hiện. Hiện tại hiểu không? Đây là phát cho chấm R -O -N trảo quá điện thoại di động, tuy rằng bức ảnh không tính là cỡ nào rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận ra người đến, bên trong nhân vật chính chính là ở đập trác nổi nóng chính mình xem tới đây, tác cho chấm ERONG sắc mặt bá một thoáng liền trắng phao. Dung ơ un chấm trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lùng, nàng ngày hôm nay cũng là bị tức hỏng rồi, A-pin đi tới hôm nay khó khăn thế nào, đại gia đều rất rõ ràng, sáu người đều vì cái này tổ hợp trả giá quá nhiều, quá nhiều, hiện tại còn chỉ là người mới thời kỳ, nếu như chuyện này làm lớn, hậu quả khó mà lượng được. Ngươi cùng an xúc a sự tình ta không muốn quản, cũng quản không được nhưng người tốt xấu chú ý một điểm ảnh hưởng được không? Ngươi là muốn phá hủy đại gia sao? Còn đẩy cửa mà ra, tính khí còn rất lớn. Ngươi có nghĩ tới hay không hậu quả? Tác cho chấm j e cả người cũng không tốt, sắc mặt tái nhật cùng một tờ giấy trắng như thế. Hiện nay Apin tuy rằng tiểu được người yêu mến, thế nhưng đi ở trên đường vẫn là không có bao nhiêu người có thể nhận ra, cho nên nàng cũng không có loại kia trở thành nhân khí nghệ nhân thực cảm thế nhưng nàng nhưng quên, nàng tuy rằng không phải, nhưng an xúc là. Ta chính là đến cảnh cáo ung ni ngươi, chuyện như vậy, tuyệt đối không cần có lần sau. Kỳ thực ở kích động quan tác cho chấm dê e một cái tác sau khi, dùng eun gi cũng là rất hối hận, nghe an xúc nói, hắn đã đem sự tình xử lý tốt, sẽ không ra tin tức, nhưng là nói không tức giận đó là không thể, làm đội trưởng. Chính là muốn thường xuyên duy trì cảnh giác, giữ gìn tổ hợp hình tượng nhưng là tác cho chấm j đều đã làm những gì tác cho chấm ronj hoãn rồi nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như bây giờ cái kia cái kia an xúc đây hắn không có sao chứ ngươi bây giờ còn có thời gian lo lắng opepea tác cho chấm R.O.N.G này trước tiên nghĩ đến dĩ nhiên không phải lo lắng cho mình mà là an xúc ba phút trước nàng vẫn là sinh an xúc khí nhưng là hiện tại trong lòng nàng cũng chỉ có lo lắng hiện ở hồi tưởng lại nàng vừa đối với an xúc tức giận lý do thật giống xuẩn có chút quá đáng an xúc lúc đó nếu như không phải vì nàng hà tất đi theo cái kia hai cái nữ fans chịu nhận lỗi đây khi đem sự tình chỉnh làm rõ sau khi tác cho chấm ronj mới rõ ràng chính mình sai có cỡ nào thái quá không có ta chỉ là ta chỉ là không có cái gì tốt chỉ đúng ta hy vọng không có lần sau dung ơ e un y tiện tay đưa điện thoại di động cầm trở về, đồng thời bức ảnh cũng click cắt bỏ, An Súc OPPPA nói hắn đã đem sự tình giải quyết, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì đưa tin, lần này cũng coi như là vận may không được, vừa vặn phụ cận thì có paparazzi, OPPPA dùng tiền đem bức ảnh đều mua lại. Kỳ thực giải trí tin tức truyền thông phóng viên thu vào đều không cao lắm, rất nhiều thời điểm, bọn họ chủ yếu kinh tế khởi nguồn, cũng không phải tòa soạn báo, mà là quản lý công ty bất kể là lẫn lộn, vẫn là như phát cho chấm j ngày hôm nay như vậy che giấu, bọn họ đều có thể thu được so sánh hoành tài. Đương nhiên là, thu rồi tiền, tự nhiên cũng là hiểu nên làm như thế nào, ngày hôm nay cũng còn tốt phạm sai lầm chính là cho chấm j mà không phải an xuất, mua bức ảnh giá cả vẫn tính khá là rẻ, này nếu như đổi thành an xuất ở này vỗ bàn, giá cả kia nhưng là không phải 5 triệu đơn giản như vậy, chính là năm cái ức loen cũng phải bé ngoan đào trừ phi là đúng là cái gì trọng đại tin tức, hoàn toàn không che giấu được, loại kia cũng hết cách rồi, nhưng ngày hôm nay như vậy vẫn tính việc nhỏ. Cái gì? Hẳn. Làm sao có khả năng? Cái gì làm sao có khả năng, nếu như không phải OPPA giúp ngươi, ngươi cái này đẩy cửa mà ra người hiện tại sẽ chờ ở công ty ai huống đi. Dùng ơ un chấm di y nói đến cũng là vì là an xúc minh bất bình, ở giải sự tình bắt đầu chưa sau khi nàng cũng rõ ràng tác cho ronz tức giận nguyên nhân thế nhưng đối với nàng này ngu xuẩn ép một cái cách làm cũng không ủng hộ tác cho ronz hiện tại nội tâm là xoắn suyết. nhưng là bất kể như thế nào cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm nàng không trách dung ơ đánh nàng một cái tác kia nếu như không phải một cái tác kia nàng khả năng còn hoặc ở trong mơ hiện tại đều còn đang ghen tỉnh táo lại ngẫm lại phát cho chấm cũng cảm thấy vừa chính mình thật sự ngốc có thể. Nói cho cùng, nàng cùng an xúc cũng chính là bằng hữu bình thường, coi như nghiêm trọng một điểm, có thể nói là hữu đạt trở lên rồi. Nhưng này cũng là tuyệt đối người yêu không? Nàng lại có tư cách gì ghen? Còn nổi nóng, này không phải làm sao, này còn kém điểm liên lụy đội hữu, nghĩ tới đây, một loại tên là xấu hổ cảm giác dâng lên trong lòng, cũng chính là vào lúc này, nàng mới lấy ra điện thoại di động của chính mình, nhìn một chút vừa an xúc cho nàng phát tới cái kia tin nhắn. Sự tình đã giải quyết, thịnh huệ một triệu, điếm tiểu, không thể quẹt thẻ, người có thể lựa chọn tiền mặt hoặc là chuyển khoản. Nhìn thấy nhắn nội dung bức thư, tác cho chấm RON nguyên bản hổ thẹn trong lòng trong nháy mắt tiêu tan rất nhiều, muốn cười, nhưng là lại không cười nổi, người này. Số tiền kia, kỳ thực dù như thế nào, đều là hẳn là phát cho chấm R -O -N chính mình ra, An Súc nói như vậy, cũng coi như là thành công tiêu trừ cho chấm eronv trong lòng một phần cảm giác ấy nấy, khả năng đây mới là tác cho chấm R -O -N lúc trước sẽ thích An Súc nguyên nhân đi, tuy rằng bình thường vẫn rất khanh, thế nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn nhưng sẽ không lùi bước. Mà Dung Erun chấm ở một bên nhìn thấy tin nhắn sau khi, nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên đố kỵ rồi không phải ước ao, mà là đố kỵ. Tác cho chấm trên điện thoại di động, gõ một đoạn, sau đó cho An Xuất trở về quá khứ, ta sẽ trả lại, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối một phân tiền đều không ít ngươi, quỷ hẹp hòi. Nếu như là một triệu, cho chấm cảm giác vẫn là có thể tiếp thu, chỉ cần có thể đem lần này sai lầm che giấu quá khứ, một triệu nàng vẫn là đồng ý ra, nhưng mà, này ngốc nữ cũng không biết, trên thực tế, là an xúc chính mình móc 5 triệu đi ra, trả lại hoang đê chấm h i u n cho tới còn lại 400 vạn, cũng chỉ có thể chính hắn gặm. Dùng ơ un chấm lúc trước tìm hiểu tình hình thời điểm, an xúc trong lúc vô tình tiết lộ 5 triệu con số này, mà làm duy nhất người biết chuyện, nàng thật sự cảm giác mình đố kỵ, an xúc đối với tác cho chấm r o n d thật sự cùng đối với bình thường nữ sinh hoàn toàn khác nhau, vậy cũng là một loại khác loại che chở. Nhưng là không biết tại sao, nàng cũng không có đem chuyện nào nói ra một triệu trong tay tạm thời không có nhiều như vậy nà ờ un cho ta mượn một điểm đi ta qua mấy ngày phát ra tiền còn ngươi phu diện .e u n không nói hai lời trực tiếp móc bóp ra chỉ là động tác lại bị dung bô mi cho ngăn lại aigo các ngươi làm sao như thế lao a à? không phải có điện thoại di động ngân hàng sao trực tiếp chuyển khoản quá khứ là tốt rồi kéo còn lấy cái gì tiền mặt điện thoại di động ngân hàng. Tác cho chấm e ROND tuy rằng vẫn luôn cường điệu, chính mình cùng APIN những hài tử khác môn là không có sự khác nhau. Nhưng kỳ thực là có. Nàng vốn là một cái khá là truyền thống người, tính cách bảo thủ, học đồ vật tốc độ cũng chậm, vì lẽ đó cũng không phải rất có thể tiếp thu tân sự vật, quá chuyện phiền phức, cùng với nàng đó là hoàn toàn cách biệt, làm sao làm. Bạn thích bộ truyện này? yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video